Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ,
là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bích Thầy dạ. Con kính trưng Thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức. Chúng tôi đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 22, Tâm Duy Tác Dục Giới Tịnh Hảo, sẽ do Thượng tọa Nhất Đản giảng giải. Chúng con cũng thỉnh Thượng tọa Tự Sư Từ Bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Thượng Tọa Niệm Tịnh Phật. Kính bạch chư Tôn Đức. Ở trong kinh Tạng, Đức Phật Ngài có dạy có bốn loại nghiệp: nghiệp trắng, kết quả trắng; nghiệp đen, kết quả đen; nghiệp có trắng có đen, kết quả cũng có trắng có đen, lẫn lộn; và nghiệp không trắng không đen, kết quả không trắng không đen. Cái loại nghiệp thứ tư này, tức là chỉ cho cái hành động của vị A-la-hán, gọi là nghiệp. Nó có hai: nghiệp không trắng không đen, vì ở trong tâm tâm tố của vị A-la-hán hay tâm duy tác của vị A-la-hán vẫn có chetana. Mà chetana thì đó là nghiệp, dầu cho không phải nghiệp đời na nát hay nấy cách cầm bát bát chia giác, nhưng mà cũng vẫn là nghiệp câu sanh nghiệp duyên sa cha ta cầm bát bát chia giác. Cho nên cái tâm hoạt động của vị A-la-hán khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, biết cảnh sắc, cảnh thinh, khi cần bị cảnh xúc và cảnh pháp, và những cái sinh hoạt hàng ngày, thì cái tâm động lực cho con đá chỉ sử dụng bằng cái tâm duy tác tận tâm tố. Hôm nay thì chúng ta sẽ học bài Giới Thắng Pháp Abhidhamma, tâm duy tác dục giới tịnh hảo, hay là tâm tố dục giới tịnh hảo. Ở trong bài và được gửi đến cho chúng tôi, Thượng tọa Giác Đẳng gửi đến, thì ở trong bài này xin các vị MC lưu ý có một vài điểm cần phải sửa chính tả lại. Khởi đầu
trong cái đoạn mà đoạn đầu sự trình bày tâm duy tác dục giới tình hảo cho chúng ta biết nhiều về tâm thái của chư vị thánh nhân, chứ không phải là chữ nhân. Các vị chú ý chỗ đó, chữ nhân chứ không phải thánh nhân, chứ không phải chữ nhân. Để chút xíu nữa, các vị sư chúng ta thường thường rất là thật thà, ở trong bản viết thì sao thì mình đọc y như vậy. Cho nên có đôi khi chúng ta đọc sai chữ. Kế tiếp đoạn thứ ba, còn hạt như mầm đã chết, cái đoạn đó đó, trong cái câu đầu tiên, tâm phàm phu khi xử lý cảnh dùng, chữ dùn ở đây đó, chúng tôi không biết là cái cảnh dùn đó, cái cảnh dùn đó là cảnh gì không biết. Tôi đọc, chúng tôi đọc mãi mà không có ra cái chữ này. Khi xử lý cảnh dùn bằng tâm thiện hay tâm bất thiện, cái chỗ này thì xử lý cảnh dùn. Giờ bỏ chữ đó hả? Dạ, quý vị Phật tử chúng ta bỏ chữ đó giùm, để chút xíu chúng ta đọc lại nữa. Có một đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, cái đoạn thứ 7 đó, Phật giữ Phật tri, Thánh giữ Thánh tri đó. Thì cái câu mà nói giai tầng nào hiểu theo giai tầng đó, chữ hiểu chứ không phải là chữ hiểu. Các vị theo dấu hỏi như chỗ đó, trở lên cái thứ tôi còn thiếu sót đó. Cái đoạn thứ sáu, vô trợ hay hữu trợ nó, Như Lai nói pháp cẩn trọng chứ không phải không cẩn trọng, chữ chứ chứ không phải chữ chức. Như Lai nói pháp cẩn trọng chứ không phải không cẩn trọng, chữ chứ chứ không phải chữ chức. Và chúng tôi cũng đề nghị cái phần ngữ nghĩa đó, thuật ngữ kiriya citta, kiriya citta ở đây dịch là tâm duy tác, mang ý nghĩa là mỗi một cái chỉ có hành động chứ không có quả báo. Thì cái câu mà nói dịch như vậy hoàn toàn không hoàn toàn ổn. Cái câu mà chỉ có hành động chứ không có quả báo, cái câu này không có nghĩa là dịch. Bởi vì chữ kriya citta, kriya citta ở đây dịch là tâm duy tác. Còn cái câu trong ngoặc kép thì câu đó là mang ý nghĩa. Rồi chỗ này chúng tôi xin đề nghị chữ dịch đó, không phải dịch là giải nghĩa như vậy không hoàn toàn ổn thỏa. Khi định nghĩa các tâm duy tác vô nhân v.v. Còn nếu nói dịch như vậy thì nguyên cả câu dạy vậy đâu có dịch cho cái chữ kinh gia chích tác được. Cho nên giải nghĩa như vậy chứ không phải dịch như vậy. Chúng tôi xin và xin cảm ơn thầy tòa. Thì đó là những điều mà chúng tôi dạ chưa nữa. còn 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 một
Còn một điểm cuối cùng, những điểm cần nhớ, những điểm cần nhớ. Cái này là chỉ là do cái lỗi đánh chữ thôi. Tâm duy tác, dục giới, tịnh hảo là tâm hành xử của chư vị A-la-hán. Chữ hành đó, nếu mà hai chữ N thì chúng ta không biết nên đọc chữ hàng hay là nên đọc chữ biết. Cho nên chúng ta chữ N phía sau chúng ta thành chữ H. Các vị ghi ghi lại dùm. Và có mấy điểm nữa thôi, chỉ có mấy điểm nữa là tâm hành xử của vị A-la-hán, chữ hành nhờ. Mày xin thượng tọa giác đẳng quan hỷ dùm, và tại vì sư huynh hơi khó cái tật của bệnh bệnh nghề nghiệp một chút. Bây giờ thì xin mời cô Lân Nhà Nguyệt đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa giới đẳng vị ẩn sư ngày hôm nay sẽ bắt đầu thuyết giảng. Nam mô của thầy. Dạ, Nam mô Bích Thầy, giáo sư Tiểu Linh Thầy, chúng con kính chân thượng tọa Tỳ Siêu đã dẫn dắt cho bài học ngày hôm nay. Dạ, kính chân thượng tọa đã hiểu đến được cho chúng con bài học. Vậy dạ, thì con xin được đọc bài bài học hôm nay, giáo trình thân pháp Abhidhamma, bài 22, tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo là tâm hành xử của chư vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não, kể cả Đức Phật toàn giác. Giống như tâm thiện dục giới tịnh hảo, đây là thứ tâm đa nhiệm của các bậc không còn lậu hoặc. Ngoài những lúc nhập thiền, các ngài sử dụng tâm duy tác dục giới tịnh hảo cho những sinh hoạt hàng ngày, kể cả hạnh nguyện độ sanh như thuyết pháp, học tăng, khất thực bình, vân vân. Sự trình bày tâm duy tác dục giới tịnh hảo cho chúng ta biết nhiều về tâm thái của chư vị thánh nhân hoàn toàn giải thoát. Một điều rất khó hiểu đối với phàm nhân. Hai thứ tâm duy tác. Có thứ tâm duy tác vô nhân chỉ đóng vai trò cơ năng, là hai tâm kháng ngũ môn và tâm kháng ý môn mà phàm hay thánh đều có. Tâm sinh tiếu cũng là duy tác vô nhân. Các tâm duy tác hữu nhân có vai trò xử lý cảnh của bậc vô lậu. Riêng tám tâm duy tác dục giới hữu nhân có thể nói đóng rất nhiều vai trò. Chữ dục giới ở đây chỉ để nói là thứ tâm không thuộc về thiền sắc và thiền vô sắc, còn hạt mầm nhưng đã chết. Tâm phàm phu khi xử lý cảnh, dù bằng tâm thiện hay bất thiện, đều tạo quả nếu gặp điều kiện thích hợp, bởi vì còn nằm trong vòng cương tỏa của vô minh và ái. Chư vị vô lậu ứng cúng, vì không còn vô minh và ái, nên tất cả hành xử đều không tạo quả tốt xấu. Tất nhiên, các ngài không làm những việc bất thiện như sát sanh, trộm cắp. Ngay cả khi làm, có việc lành như thuyết pháp, lễ Phật vân vân cũng không tạo quả tốt. Pháp sư Giác Chánh đề cập điều này dùng thí dụ như hột bắp đã luộc trước khi phơi khô, có gieo xuống thì cũng không mọc cây bắp khác vì mầm đã chết. Kinh Pháp Cú có Phật ngôn mô tả điều này như chim trời rời ao hồ không để lại dấu vết. Thọ hỷ và thọ xả. Các bậc hoàn toàn giải thoát vẫn có tâm thọ hỷ, như sự hân hoan rất tế nhị, không nên hiểu theo cách phấn khích của phàm tâm. Tâm thọ xả điềm đạm của các ngài là thứ tâm trưởng thành, không còn vị cảnh chi phối, rất khác với sự vô tư lự của phàm phu. Rất nhiều trường hợp ghi lại tâm thái của tôn giả Sariputta khi cảm kích trí tuệ siêu việt của Đức Phật hay một vị A-la-hán quan hỷ về tịnh lạc của đời sống sa môn so với hạnh phúc cung đình của thầy còn là một vương gia. Các ngài quan hỷ nhưng không mang sự phấn khích thường tình
hợp trí và ly trí. Thời Đức Thế Tôn tại thế, có vị giáo chủ đạo Chen là Nigantha Nātāputta tuyên bố là trí tuệ siêu đẳng của mình luôn hiện hữu cả ngày lẫn đêm. Đức Phật dạy một bậc đại giác chỉ dùng trí khi cần, chứ không phải trong toàn thời gian đi đứng nằm ngồi đều dùng đến. Thí dụ một người rất giỏi tiếng Pháp, không phải cả 24 giờ đều dùng khả năng nói tiếng Pháp trôi chảy. Chính vì vậy, chư vị A-la-hán có những khoảnh khắc dùng tâm ly trí, nhưng không có nghĩa là thiếu trí. Vô trợ hay hữu trợ, phản ứng nhanh chậm của các vị vô lậu giải thoát không thuộc tâm mạnh hay tâm yếu, hoặc cần tác động hay không cần tác động. Đơn giản là có những việc cần suy xét. Có những chuyện Phật trả lời sau ba lần thỉnh, có nghĩa là Ngài suy nghĩ chậm. Như Lai nói Pháp cẩn trọng, cẩn trọng. Phật giữ Phật tri. Cho dù có nhiều chi tiết được trình bày, nhưng không có nghĩa vì vậy phạm nhân có thể có tâm của các bậc hoàn toàn giải thoát. Có thể em nhỏ trong gia đình, trong con rất khó hòa mẹ với tình thương chan hòa. Giai tầng nào hiểu giai tầng đó, ngay cả các bậc thánh tầng thấp không hiểu được các thánh tầng cao hơn. Tấm tâm duy tác dục giới tịnh hảo, giống như tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo được chia thành 8, dựa trên 3 yếu tố: thọ hỷ hay thọ xả, hợp trí hay ly trí, vô trợ. 1. Tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ. So tasagatang nhà nát sam và dục tăng sang kham. 2. Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So manasasagat nhà nát sam và dục tăng sát sang kham. 3. Tâm duy tác ly trí vô trợ. So manang nhà nát quy bao tăng kha đi cầm. Tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ. So manang nhà nắp quyết bá chút tăng sát sàng khà rí cầm. 5. Tâm di tác thọ xã hợp trí vô trợ. U bếch khà sát gắt tăng nhà bá chút tăng sát sàng khà rí cầm. 6. Tâm di tác trí hữu trợ. U bếch khà sát gắt tăng nhà sàng bá chút tăng sát sàng khà rí cầm. 7. Tâm duy tác xả ly trí vô trợ. Upekkha sagatang nhà nát quy bất tăng asankha rí cầm. 8. Tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Upekkha sag nhà nát quy bất tăng sasankha rí cầm. Ngữ và nghĩa. Thuật ngữ kiriya citta ở đây dịch là tâm duy tác, mang ý nghĩa là chỉ có hành động nhưng không có quả báo. Giải nghĩa như vậy không hoàn toàn quả. Khi định nghĩa các tâm di tác vô nhân, có nghĩa là chỉ làm việc máy móc chứ không tạo quả. Ngày xưa Ngài Tịnh Sự dịch Kiriya-citta là tâm hạnh hay tâm đại hạnh, chỉ cho hành xử của các bậc ứng cúng. Chữ hạnh rất đẹp, giống như trong hạnh nguyện, có nghĩa chỉ sống vì cuộc đời, không vì tự ngã. Nhưng chữ này cũng lấn cấn với tác vô nhân như nói trên. Về sau, Ngài chọn chữ tâm tố. Chữ tố cũng chỉ cho hành động đơn thuần, như tố nhân là làm người. Trên phương diện văn tự thì chữ này có thể nói là gần nhất để dịch từ vựng Kiriya. Giáo trình này cho chữ tâm duy tác thay vì tâm tố, vì dễ nhớ, dễ hiểu hơn đối với phần đông. Nên cẩn thận, Tam Tạng Pali không có đoạn nào nói là một bậc hoàn toàn giải thoát lại có sở hành trái với đời sống hiền thiện như quan niệm Bồ Tát nghịch hành trong Phật giáo Bắc truyền, ảnh như Đế Tiên Hòa Thượng, như Tế Điên Hòa Thượng, hay chuyện thiền sư Nam Tuyền chém mèo, tức là Nam Tuyền
trảm miêu. Những câu chuyện mang tinh thần phương tiện thiện xảo để đời, như vậy là cách nói cao độ về tinh thần phá chấp của Phật giáo Đại Thừa. Một vài chi tiết ghi lại về những vị A-la-hán còn có thói quen nhỏ nhặt từ nhiều kiếp quá khứ trong kinh điển Pali có thể được xem là không gì đáng nói so với Phật giáo Bắc truyền. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Một người có thể rất thông thạo về niêm luật làm thơ, nhưng không có nghĩa là có thể làm đáp thủ khả năng phô diễn bằng ngôn ngữ của những thi hào không đơn giản cho một người không cùng trình độ cảm nhận được. Tâm thái các bậc vô lậu giải thoát cũng vậy. Không phải A-la-hán rất khó để phân biệt ai là A-la-hán thật sự. Những điểm cần nhớ. Tâm di tác dục chế tịnh hảo là tâm hành xử của chư vị A-la-hán. Chỉ có hành động chứ không tạo quả, vì không còn bị chi phối bởi vô minh và ái. Cũng như tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm di tác dục giới là thứ tâm đa nhiệm. Tâm này làm nhiều việc, biết nhiều cảnh và có mặt trong nhiều cõi. Những trạng thái thoại các bậc cần được hiểu là rất tế nhị, không giống như thường tình. Hình ảnh minh họa, có hai hình ảnh minh họa hôm nay là hình ảnh tâm di tác dục giới trong biểu đồ chư pháp và tám tâm di tác dục giới tịnh hảo. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là tâm quả dục giới tịnh hảo, bài học tiếp theo sẽ là tâm sắc giới. Bài học đến đây đã kết thúc. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa chắc nặng từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Sư. Thầy, kính đại lễ chư Tòa Tiểu Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta càng đi sâu vào các bài học của Tăng Pháp Âm Thầm, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là tại sao chúng ta phải đặc biệt lưu ý về tư vực, và mình nói thì mình phải nói cho đủ. Thí dụ như hôm nay chúng ta học về tâm di tác, thì thưa quý vị, di tác mà chúng ta học về hôm nay là di tác dục giới tịnh hảo. Chúng ta cũng có một thứ tâm duy tắc giới khác, nhưng mà là tâm duy tắc dục giới vô nhân hay là vô căn. Ở trong đó có những tâm như kháng y môn, tâm kháng ngũ môn, tâm sinh chứng. Thì trong kháng ngũ môn, kháng y môn
những thứ tâm làm việc cơ năng ở trong cái diễn trình tâm thức mà tất cả chúng ta đều có. Chúng ta muốn sử dụng tâm duy tác, nhưng mà đó là duy tác vô nhân, duy tác làm việc máy móc. Tâm duy tác mà chúng ta đề cập đến hôm nay đó, là tâm duy tác mang thêm cái chữ tinh hảo ở phía sau. Tám tâm này thì tương đương với tám tâm thiện dục giới tinh hảo, nhưng mà nó chỉ khác hơn một điểm, đó là ở trong tâm thiện thì còn ảnh hưởng chi phối bởi vô minh và ái dục. Do vậy khi chúng ta làm phước ấy, thì có quả phước, có quả báo. Báo là cái chữ O, chữ O phía sau là báo ứng, là có quả báo, quả có nghiệp, tạo nghiệp và quả có nghiệp. Nói cách khác là khi mà chúng ta là người phàm phu, phàm nhân, hay là chưa có đoạn tận sanh tử đó, thì chưa đoạn tận thượng phần kiết sử, còn có vô minh, thì tất cả những gì chúng ta làm, dù là làm chuyện nữa thì cũng có tạo ra cái quả báo. Quả báo chúng ta được phước. Nhưng mà chư vị A-la-hán, A-la-hán đã được kể cả chư vị toàn giác, độc giác và thân tâm giác, tất cả những chư vị mà đoạn tận phiền não. Ví dụ như Đức Thế Tôn của chúng ta, từ lúc mà Ngài tạo quả Bồ Đề và 45 năm còn lại đó, thì Ngài chỉ đồ sanh thuyết pháp, làm những việc gì trong đời sống ngày, vì cái nhu cầu sinh hoạt, vì cái tâm bi bẩn đối với chúng sanh, nhưng mà không có tạo ra bất cứ một cái quả sanh tử nào ở trong kiếp luân hồi. Chứ vì A-la-hán cũng vậy, như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất bỏ rất là nhiều công sức để dạy dỗ, để hướng dẫn chư tăng, nhưng mà tất cả những hành nguyện của Ngài chỉ vì lòng bi bẩn thôi, chứ không phải giống như chúng ta mà có làm cái điều gì tốt thì lại có cái phước báo. Thứ gì, một điểm khác mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý tại đây là trong tám tâm duy tác dùng giới tình hảo này, cũng có chữ đại. Như ngày xưa chúng ta, nếu quý vị ở gần ngày tự sự hồi xưa đó, Ngài dùng chữ tâm, tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả và tám tâm đại hạnh. Mặc dù ít có chữ đăng, ít dùng chữ đại duy tác duy tác mà đại duy tác nên rất kỳ là các vị dạy tâm đại hạnh, và về sau này có lẽ là dùng không được cái tâm đại duy tác đó. Thành ra Ngài dùng chữ là đại tố. Dạ, đại tố. Cái lý do, cái chữ tố cũng là làm chữ, giống như chúng ta nói tố nhân là làm người. Chữ tố cũng là làm cái đơn thuần, làm cái đơn thuần. Thì thỉnh thoảng quý vị nghe chữ tọa tự siêu á, dùng cái chữ gọi là tâm đại tố. Dạ, tâm đại tố, tức là tâm, dùng cái chữ đại ở đây á, chữ đại ở đây tức mang cái hàm nghĩa là đa nhiệm và làm rất nhiều việc. Ví dụ như là một vị A-la-hán khi mà chứng đắc đạo quả đó, thì trong tứ đạo tứ quả đó, trong tứ đạo là khởi sanh lúc mà các vị đã đoạn tận phiền não, và sau đó trong tứ quả đó, thì chỉ sử dụng để dập thiền quả đó. Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày thì các ngài dùng phần lớn là tâm duy tác dục giới tịnh hảo, tức là như chúng ta đang học tại đây. Và do vậy khi mà chúng ta sử dụng cái, chúng ta học vào tâm này thì thứ gì, nó là một cái dịp để chúng ta có thể nhìn thấy thắng pháp Abhidhamma, cho chúng ta biết về gì, cho chúng ta biết gì về trong thái của chư vị thánh nhân. Thánh nhân ở đây tức là
những vị đã đoạn tử phiền não. Chúng tôi nói tránh những tứ quả. Thì thứ gì khi mà đề cập đến trong di tác dục giới tình hảo thì chúng ta nên trở lại với một cái một ý niệm mà có nhắc rất là nhiều ở trong giáo lý duyên khởi là vô minh đã hành. Hành đó là sự tạo tác, dù là tốt hay là xấu là đều bị ảnh hưởng bởi vô minh. Nói như vậy thì chúng ta nghe hơi lạ, nhưng mà chúng ta tạm nói như vậy là bây giờ buổi sáng chúng ta mở mắt ra, do cái lực, do cái sức sống, chúng ta sẽ làm một cái gì đó sinh hoạt trong ngày. Nhưng mà cái sinh hoạt đó đó thì chúng ta lựa chọn bởi vì chúng ta nghĩ rằng đó là việc cần thiết nhất, ưu tiên một, tốt nhất mà mình có thể làm. Nhưng mà kỳ thật là do vô minh, không thấy được niết bàn, chúng ta còn làm những việc đó. Nếu mà chúng ta đã thấy biết được niết bàn thì chúng ta sẽ không có bỏ thì giờ làm bất cứ những việc gì mà chúng ta đang làm. Nói một cách khác là những gì mà chúng ta đang làm đó, mình nghĩ là hay, nghĩ là mình chọn chính xác, nghĩ là mình chọn đúng, nghĩa là cái đó là cái tốt nhất mà chúng ta sẽ làm được ngay lúc đó, thì thật ra nó chỉ là hệ quả của cái mà chúng ta gọi là không biết. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác là đây là thời hoành hành của đại dịch Covid-19. Thì thứ nhất, người ta đưa ra rất nhiều lời kêu gọi là nên mang khẩu trang như thế nào, nên rửa tay như thế nào, nên cách ly xã hội như thế nào, vân vân. Mình mới nghe đó thì mình nghĩ rằng đó là lời khuyên, lời hướng dẫn của CDC, của cơ quan có thẩm quyền, hay là của những bác sĩ, những khoa học gia mà họ biết về việc đó. Nhưng mà nói cho rõ ra rằng tất cả những lời khuyên đó, bởi vì đơn giản, giờ quý vị có thể chờ chúng tôi một chút nhé, giờ quý vị chờ chúng tôi một chút. Hôm nay ở chùa có đại lễ Vu Lan, do đó thỉnh thoảng chúng tôi bị gián đoạn, quý vị Phật tử hoan hỷ chấp. Thì thưa quý vị, khi mà người ta đưa ra rất nhiều thứ thì nó đều bắt nguồn từ một cái điểm mà đôi khi chúng ta không thấy, đó là bởi vì chúng ta không biết phải làm gì khác hơn. Dạ, chúng ta không có thuốc chủng ngừa, không cách trị bệnh. Quý vị nghe trên Facebook là người ta đưa rất nhiều cách để trị bệnh, đưa nhiều cách để phòng ngừa. Nhưng mà mình nói nghe thì kỳ, nhưng mà thật ra cho đến giờ phút này thì chưa có một phương pháp trị liệu nào gọi là hữu hiệu 100%. 50% cũng chưa có, thưa quý vị. Và chưa có một phương pháp nào gọi là phòng chống Covid-19 một cách hữu hiệu. Tất cả đều là suy đoán, suy luận. Thật ra người ta nói rằng cái mà mình làm mà mình biết á, do mình biết là ít, mà cái mình làm do cái mình không biết thì lại có rất nhiều. Chúng ta không biết, cũng như chúng ta có thường ví dụ là người ta nói thị trường chứng khoán là bán cổ phiếu là cái chuyện là một nơi rất lạ luôn. Bất cứ lúc nào cũng có những người tin rằng đây là lúc tốt nhất để bán ra, và cũng bất cứ lúc nào cũng có những người tin rằng đây là lúc tốt nhất để mua vào. Tại vì không có người mua thì không có người bán, không có người bán thì không có người mua. Tức là hai bên đều có lý do riêng của họ.
nhưng mà tất cả đều là do không biết. Thì như vậy tất cả chúng ta trong vòng sanh tử, khi mà làm các việc bất thiện như sát sanh, sanh trộm cắp, tà hạnh, nói dối, vân vân, hay là khi chúng ta làm tất cả các việc thiện như bố thí, trì giới, tham thiện, vân vân, thì dù là chúng ta làm thiện hay bất thiện, nó đều đến từ một cái động thái là do chúng ta không biết cái gì tốt hơn để mà làm. Nếu mà chúng ta biết thế nào là niết bàn, thế nào là hưởng được cái sự tinh tịnh thật sự của niết, thì chúng ta đã không ngồi đây để cùng nhau nói, cùng nhau nghe, mà đơn giản là chúng ta sẽ ăn trú vào niết bàn. Nhưng bởi vì chúng ta không biết cái gì thật sự là khó khổ, do đó chúng ta đi tìm rất nhiều thứ. Thì chúng ta nói điều này để thấy rằng chư vị A-la-hán, khi một khi mà các ngài đoạn tận phiền não, và đối với các ngài niết bàn là một điều rõ ràng, giống như mình đang ở giữa ban ngày trời nắng tốt vậy, thì cái chuyện mà làm những việc khác nó chỉ là làm bởi vì cần làm thôi. Ví dụ như đi ra đi vào, ví dụ như mặc y văn bát, ví dụ đại tiện tứ tiện, và những việc làm đó làm chỉ vì cần làm, chứ đâu có chuyện gì mà các ngài nặng lòng về những việc đó như là chúng ta. Và do vậy chư vị A-la-hán vượt khỏi hai cái chi phối, hai cái mắt xích quan trọng nhất của duyên khởi, đó là vô minh và ái dục. Dạ, vô minh và ái dục tức là cái động lực sâu xa ở phía trong mà tất cả sở hành của chúng ta và cũng đều bị chi phối hết. Chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ trong duy tạng. Ở đây chúng tôi có nhắc lại là sư trưởng hay là pháp sư Di Giác Chánh có một cái thí dụ là một cái hạt bắp mà mình đem mình luộc rồi, rồi đem mình phơi khô chẳng hạn, mình gieo xuống nó sẽ lên được, mặc dù không bóc nó vẫn còn, nhưng cái mầm nó đã chết rồi. Cái mầm đã chết. Thì như vậy là cái tâm thái của chư vị A-la-hán, hay là chúng ta gọi là cái tâm duy tác. Quý vị nào đọc ở trong kinh, nhất là kinh Pháp Cú, chúng ta nghe rất nhiều thí dụ gọi là dấu trần như vô tích. Dạ, dấu trần như vô tích là cái bước đi các ngài không để là dấu vết trong đời, hay là ma vương không thể tìm thấy dấu vết của vị đó, hay là chúng ta có những thành ngữ như chư vị A-la-hán đến đi với cuộc đời này như ngỗng trời rời ao, không để là dấu vết. Dạ. Hình ảnh của những con ngỗng trời rời bỏ cái ao hồ, cất cánh bay lên hư không, không để là dấu vết mà ma vương không tìm được, đó là cái tâm thái của chư vị A-la-hán. Thì quý vị khi chúng ta đọc vào ở trong tạng luật, ở trong tạng kinh sẽ có rất nhiều trường hợp mà chúng ta được dịp để được nghe về lời nói, hành động, ý nghĩ, cách hành xử chung của chư vị A-la-hán đệ đại đệ tử Phật, những vị đệ tử Phật. Nhiều lúc chúng ta cũng khó để có thể suy nghĩ được. Dạ. Ví dụ như là chư vị ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, đôi khi ngài có những sự khoan hỷ, cảm kích với nhau. Ngài Mục Kiền Liên khoan hỷ trước cái pháp thoại sâu sắc của tôn giả Xá Lợi Phất, và tôn giả Xá Lợi Phất khoan hỷ trước cái năng lực thần thông của ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà sự khoan hỷ đó không giống như sự khoan hỷ của người bình thường chúng ta. Khi mà chúng ta học vào Phật pháp, và đặc biệt học trong Tám pháp, thì chúng ta phải dùng rất là nhiều cái thí dụ, và nhiều thí dụ. Một ở trong những thí dụ về điểm này mà chúng tôi có nêu trong các phần gọi là dùng những khái niệm quen thuộc. Bản thân của chúng tôi, và chúng tôi cũng bắt gặp rất là nhiều trường hợp được nghe nói về
ở trong gia đình con cái không hiểu hết tâm trạng của cha mẹ. Chúng ta nghe những câu chuyện ở trong Kinh Thánh của Kitô giáo, hay là trong câu chuyện trong đời sống hàng ngày hay trong Phật giáo, có nhiều khi cái hành xử của cha mẹ rất khó để cho con có thể hiểu được. Làm sao đứa con sẽ hiểu được? Ví dụ như là ở trong gia đình có hai người con, một đứa con rất là ngoan hiền, ở nhà cha mẹ sai cái gì làm cái đó, buổi sáng xách bát cuốc ra đồng. Rồi có một đứa con ngoan thứ hai, đứa con này hư hỏng, lấy tiền bỏ nhà ra đi, ăn chơi xa xỉ trác táng được một thời gian, hết tiền bạc quay trở về. Nhưng mà khi quay trở về đó, thì cha mẹ lại mở một cái tiệc mừng rất là lớn để đón đứa con trở về. Thì đứa con mà bắt cuốc đi ra đồng để làm ruộng trở về, thấy rằng người anh của mình hoang đàng đi xa về, đáng lẽ bị phải bị la, bị rầy, bị xua đuổi, nhưng cái này chẳng những không có bị la rầy xua đuổi mà còn được cha mẹ mở tiệc mừng. Trong lúc mình ở nhà, ngày nào mình cũng ngoan ngoãn làm việc, cũng phụng dưỡng cha mẹ, cũng cài sách cài sách cuốc ra ngoài đồng lo việc đồng áng, mà sách chưa bao giờ thấy người cha mẹ tổ chức buổi tiệc mừng như vậy. Cái câu chuyện đó nó là một câu chuyện của cựu ước, của người người Do Thái, mà tất cả những người theo Thiên Chúa giáo Hồi giáo họ đều biết cái câu chuyện đó. Nhưng mà rồi riêng với chúng ta thì thưa quý vị, chúng ta có thể nói rằng đó là một thí dụ rất gần với đời sống hàng ngày. Đôi khi cái hành xử của cha mẹ con cái khó hiểu hết, mà bản thân sự là rất là khó hiểu. Ví dụ như mình là một đứa con ngoan mà chưa bao giờ cha mẹ tổ chức một buổi tiệc để mừng, như một đứa con hư hỏng ngoan đàng đi xa chúng tôi chết rồi, nhưng mà bây giờ thì trở về gặp lại trở về gia đình thì cha mẹ mới tiệc mừng lại gặp lại đứa con của mình, thì hay là bày tỏ sự thương yêu để đứa con nó còn cái can đảm nó thoải mái trở về sống trong cái nhà đại gia đình, thì nó khó. Bởi vì chúng tôi dùng những ví dụ này để nói rằng rất là khó cho chúng ta, một cái người mà có thể lường định được cái tâm thái của chư vị A-la-hán. Nhiều việc trong đời sống hàng ngày như là làm con mà để hiểu được cái tâm trạng của cha mẹ là đã khó rồi. Giống như người ta trách là tại sao cha mẹ thường thương những đứa con hư, không phải nó hư rồi mình tán tỉnh nó hư, nhưng mà mấy đứa nào nó ăn nên làm ra nó thành nhân thành hiền rồi, thì tại sao mà mình không dùng cái nỗ lực của mình cho đứa con mà cần được xây dựng. Chúng ta đang sống một cuộc lạc, đôi khi chúng ta cũng phải tự đặt lại và tự đặt lại vấn đề, và có thể cảm kích cha mẹ ở một hoàn cảnh khác. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi muốn nói cái chuyện mà Phật giữ, Phật tri, Thánh giữ, Thánh tri, tức là chuyện của Phật, Phật hiểu, chuyện của mình hiểu. Chuyện của Thánh, Thánh hiểu, chứ thật sự rất là khó chúng ta định, chúng ta có thể phân định, như là chúng ta có thể nghĩ là thế này là thế khác. Trở đi trong ba trường hợp gọi là thọ hỷ và thọ xả, quý vị thấy rằng ở trong tâm thiện thì chúng tôi dùng chữ phấn khích, hân hoan để định nghĩa thọ hỷ, nhưng ở đây chúng tôi không dùng chữ phấn khích tại vì chúng tôi không muốn quý vị hiểu lầm. Và thọ xả cũng vậy, thọ xả không phải là một sự vô tư lệnh, mà thọ xả ở đây có thể là một sự an nhiên. Và các ngài quá hiểu, quá rõ, hiểu vật nó như vậy đó, và cuộc sống nó vô thường là như vậy, nó vốn như vậy, như vậy thành các ngài bình thản. Cái sự bình tâm của các ngài nó là sự bình tâm ở trên căn bản của trí tuệ giải thoát, rất khó để chúng ta hiểu được. Hợp lý hay ly trí, đây là một cái trường hợp mà thưa quý vị, có rất nhiều cái đoạn kinh ở trong Trường Bộ và Tăng Chi, và kể cả Trung Bộ đề cập đến một cái việc mà những người ngoại giáo hay đến hỏi Đức Phật về cái trí tuệ
của một bậc giác ngộ, bậc đại giác, có phải là ngài được sử dụng 24 giờ tức là ngày lẫn đêm không? Thì Đức Phật ngài dạy rằng như lúc nào cần thì ngài dùng đến, còn không cần thì ví dụ như là đi đại tiện, tiểu tiện hay là những bước đi từ nơi này sang nơi khác nhất thiết phải dùng đến Phật trí. Dạ. Một cái vị giáo chủ của đạo Che, tức là đạo là chúng ta gọi là đạo Ni Kỳ Tử, như anh Thanh Anta Bhutta, thì tuyên bố rằng vị này có một cái trí tuệ siêu việt, và trí tuệ siêu việt đó bừng sáng suốt cả ngày lẫn đêm không dừng ngừng nghỉ. Thì Đức Phật ngài dạy rằng không phải như vậy, có nghĩa là chư vị A-la-hán có những lúc cần dùng cái trí tuệ thì các ngài làm việc bằng tâm học trí, và có những lúc không cần các ngài vẫn dùng tâm lý trí. Dạ, đây là điều mà chúng ta nên hiểu. Và tâm lý trí ở đây không phải là tâm đần độn, tâm thiếu trí tuệ, mà tại vì các vị không có vận dụng trí, chúng ta nên hiểu. Và vô trợ hữu trợ, có lúc các ngài làm việc rất là nhanh, và có những khi các ngài làm việc chậm. Không phải là cái nhanh cái chậm này là do cái sự tu trì của thủy miên phiền não, của hung trầm thủy miên, mà nhanh và chậm này đơn thuần là bởi vì có những việc mà các ngài cảm thấy cần phải cẩn trọng. Ở trong kinh có đề cập đến câu Phật ngôn mà chúng tôi trích ở đây đó, là Như Lai thuyết pháp có sự cẩn trọng chứ không phải không cẩn trọng. Và về điểm này đó, thì Đức Phật ngài có đưa ra cái ví dụ là một con sư tử nó rất là thạo ở trong việc tấn công con mồi, nhưng mà tại vì đó cái đặc tính của loài sư tử luôn rất là cẩn trọng trong cái việc mà vô chụp con mồi chứ không phải là không có cẩn trọng. Thì Đức Phật dạy rằng Như Lai thuyết pháp có sự cẩn trọng chứ không phải không cẩn trọng. Khi mà Đức Thế Tôn ngài ban hành cái luật về tổ chức lễ các chi tá để nhân y đó, là một thí dụ là Đức Phật là Phật, thì chư tỳ kheo ở xa về gặp Đức Phật với cái y áo đẫm ướt mưa vì sau vừa mùa mưa còn lại một chút, và nó có những cái luật định cho những người đi, cho những cái vị mà đi đường xa. Thì Đức Thế Tôn ngày thay vì ngày ban hành một cái luật là ngày cho phép tổ chức lễ Ca Thi Na tăng y ca sa với những cái mục đích là nhẹ nhàng cho chư tỳ kheo có lúc đi lại, thì Đức Thế Tôn ngày không làm liền. Và chư vị ngày quan sát của chư Phật quá khứ đã làm gì trong trường này, thì ngài thấy rằng chư Phật quá khứ cũng cho phép tổ chức lễ tương tự để Ca Thi Na, và ngài ngồi chư tăng đến ngày đó là Như Lai cho phép các con tổ chức lễ Ca Thi Na. Thế đây không phải là Đức Phật ngài không có đủ, và không có đủ cái trí tuệ để ngài tự quyết định đấy, không phải như vậy, chúng ta không nên hiểu như vậy. Mà ở đây là một cái sự thái độ cẩn trọng của một vị chánh đẳng chánh giác, có nhiều việc mà ngài quán xét về cái hành xử của chư Phật trong quá khứ. Cái này khó hiểu lắm, thưa quý vị, rất là khó hiểu. Chúng tôi nhớ lại là khi ở với các vị lớn, như là hòa thượng, có nhiều việc mình nghĩ rằng mình quyết định rất là nhanh chứ đâu cần phải nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng mà hòa thượng hỏi đi hỏi lại và hỏi đi hỏi lại là việc đó sao, còn người này thì sao, còn người kia thì sao, vân vân. Khi mà chúng ta nghĩ thì mới thấy được cái thái độ cẩn trọng, và thái độ cẩn nó khác với một thái độ mà trung trừ. Thái độ trung trừ là hữu trợ, nhưng mà thái độ cẩn trọng là một thái độ mà xét cho kỹ sự việc rồi mới quyết định. Thì đây là một điểm mà chúng tôi nói rằng cả ba phương diện thọ hỷ thọ xả, học trí ly trí, vô trợ hữu trợ của chư vị A-la-hán là không nên hiểu theo cái cách mà chúng ta hiểu ở trong thiện dục giới tình thảo. Dạ, mặc dù cũng có những điều đó, cũng có thọ hỷ thọ xả, cũng có hợp trí ly trí vô trợ hữu trợ, nhưng mà cái tính cách thì nó khác lắm, và chúng ta phải cẩn thận điểm. Thưa quý vị,
Như vậy thì chúng ta có 8 tâm duy tắc dục giới chánh đạo được chia theo 3 yếu tố như chúng tôi vừa kể là thọ hỷ hay thọ xả, thọ trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ, với 3 cái yếu tố để chia thành 8. Và quý vị coi vào cái đồ biểu quý vị sẽ thấy chúng ta đã học qua tâm đại thiện, tâm đại quả, bây giờ tâm đại tố hay tâm duy tắc thì được như vậy. Chúng ta trở lại phần ngữ và nghĩa đó, thì ở trong kinh, ở trong thông cử chữ Phạn với Kiriyat Chitta, và Kiriyat nghĩa là hành động, chỉ có hành động thôi, và mà chúng tôi gọi là hành động đơn thuần. Hành động đơn thuần tức là hành động làm tại vì việc cần phải làm, chứ không có để lại một cái quả báo của luân hồi sanh tử, ở trong luân hồi sanh tử. Và khi mà chúng tôi vào chùa đó, thì lúc có thể từ sự nghe dịch cái chữ kia giá gì là tâm hạnh. Hạnh ở đây tức là ví dụ Đức Phật ngài sống vì hạnh nguyện độ sanh, thì ngài do cái hạnh là do cái là bi mẫn của ngài, chứ không phải là ngài làm việc đó để cầu được cái gì cho ngài tâm hạnh. Thì chữ hạnh chúng tôi nói đó là một chữ rất là đẹp để dịch chữ kia giá, nhưng mà cái chữ này nó lại không ổn nếu chúng ta nói về các tâm duy tác vô nhân, chỉ trong kháng ngũ môn, kháng y môn mà gì là tâm hạnh vô nhân, thì tâm hạnh đó nghe nó không ổn vô đó. Bao giờ chữ hạnh rất là đẹp để gì cho cái hạnh của chư vị a la hán, nhưng mà nó lại không ổn khi mà chúng ta dịch những cái tâm kia giá vô nhân, tâm kia giá không có ba căn như là trong kháng ngũ môn, trong kháng y môn. Ngài thì sự ngài thấy lấn cấn điều đó, nên là về sau này đó thì ngài dịch là tâm tố. Cái chữ tố thì thưa quý vị, nó mang ý nghĩa là làm là một cái đơn thuần, như chúng ta nói tố nhân là làm người chẳng hạn. Nhưng mà có một điểm về chữ tố thì chúng ta nói trên phương diện mà từ vựng ở chữ tố là chữ mà dịch gần nhất và dễ nói nhất so với tất cả những chữ dịch khác, ngay cả duy tạc. Dạ. Ví dụ chúng ta nói là tâm hạnh, tâm đại hạnh thì nghe tốt, nhưng mà tâm đại hạnh vô nhân thì nghe rất kỳ. Hay là chúng ta nói là tâm duy tác thì nghe nó được, nhưng mà đại duy tác thì nghe nó lạ lắm. Dạ. Thành ra ngài dùng cái chữ tâm tốn. Ở đây chúng tôi phải dùng cái tâm duy tác là bởi vì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng duy tác chỉ có làm thôi, thì là một cái chữ mà trong bản Đại Tạng Nam Truyền của Nhật Bản hộ dịch như vậy, và ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài cũng dịch thành chữ duy tác. Nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa rằng cái chữ duy tác là nếu mà chúng ta dịch là đại duy tác thì trong chữ duy tác nó có nghĩa đơn thuần là chỉ có làm thôi, nhưng mà đại duy tác là chỉ có làm mà còn hơn chữ đại nghe nó kỳ. Và quý vị thấy đôi khi dịch chữ nó mệt lắm, mệt. Ở đây chúng tôi tạm dùng cái chữ duy tác tại vì chữ nó dễ hiểu, nghe quý vị thì dễ hình dung hơn trong tốn. Có nhiều vị chữ tố có thể là mình nói tố lự chẳng hạn, thì chữ tố mang nghĩa khác. Do vậy trong tiếng Việt Nam của chúng ta thì cái chữ tố mà là hành động đơn thuần thì ít có người, dạ ít có người hiểu, vì vậy chúng tôi không có dùng chọn chữ đó. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói vì là chữ tố là chữ gần nhất và tốt nhất. Bây giờ chúng tôi lại bước qua một cái điểm khác mà về chữ nên cẩn thận đó. Và nên cẩn thận, hôm nay chúng ta nói về tám tâm duy tắc của chư vị tâm hành xử sinh hoạt hàng ngày của chư vị A-la-hán. Cái thứ thì ở trong Phật giáo Đại Thừa đó thì có khi có những hình ảnh như ngày thiền sư Nam Cực giết mèo, hay là hình ảnh của Tế Liên Hòa Thượng, mình nghe cái gì rất là ngược đời, khó chấp nhận ở thường tình, huống gì là đối với các vị A-la-hán. Và như Đại Thừa gọi đó là Bồ Tát Minh Thành. Nếu các ngài sanh ra đời làm những chuyện trái khoái, làm những chuyện lạ đời, làm những chuyện khó chấp nhận được, nhưng mà để phá vỡ cái chấp cũ của chúng sinh, thì
ở trong kinh điển Pali không có, không có vị đó. Dạ. Chứ vị A-la-hán không có liên hệ đến thiện và ác của ý nghĩa bình thường. Các ngài vượt lên trên mọi thiện ác, nhưng mà căn bản đời sống các ngài rất là hiện thiện. Dạ, rất là hiện thiện. Các ngài sống với ý nghĩa của chữ vô tham, vô sân, vô si, là không dính mắc, không có nóng nảy và không có mê mờ. Thật ra các ngài sống một cái đời sống rất là hiện thiện. Ở trong tâm tạng Bali thì không có, không có nói đến cái gọi là cái hành xử, hành vi mà trái đời, ngược đời. Xem có vẻ là giống như là khó thì chấp nhận được, mà chúng ta gọi là phương tiện thiện xảo để độ đời như trong kinh điển Phật giáo đại thừa, thì điểm đó là điểm mà chúng ta rất cần cần phải ghi nhớ. Thì thứ thì chúng tôi muốn trở lại một lần nữa nói về một điều mà để quý Phật tử đừng quên, là chư A-la-hán có thể có nhiều thứ tâm như là tâm di tác sắc giới, là cái tâm thiền sắc giới của chư vị A-la-hán, di tác vô sắc giới, đó là tâm thiền vô sắc của chư vị A-la-hán. Nếu các ngài có tu thiền và đắc những tình thiện cao của sắc giới và vô sắc, và các ngài cũng có tâm tâm tứ quả, nhưng mà những thứ tâm này các ngài không có sử dụng trong đời sống hàng ngày, thường như là tâm di tác, tám tâm di tác của chúng tôi ở tại đây, thì căn bản tám tâm di tác này là tám tâm mà nó có mặt ở trong tất cả sinh hoạt thường ngày của chư vị A-la-hán, kể cả Đức Phật. Và với những tâm này đó, thì Thắng Pháp lại không có đi sâu vào, nhưng mà ở trong kinh tạng đó, thì lại nói rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa chư Phật toàn giác, độc giác và tinh văn giác. Nếu chúng ta học vào Thắng Pháp đó, thì chúng ta không nghe đề cập đến nhiều, bởi vì ở trong Thắng Pháp đó, đề cập đến các bậc thánh cứu quả là bậc thánh đoạn tận tất cả các phiền não, thì từ dù là tinh văn giác, độc giác và toàn giác thì giống nhau. Nhưng mà ở trong kinh tạng thì lại nêu rất là nhấn mạnh rất rõ, ví dụ như là chư vị A-la-hán tinh văn thỉnh thoảng còn lại một số thói quen, và thói quen này ví dụ như một vị đã từng làm một bậc trưởng thượng ở trong một gia tộc giàu có nhiều đời, bây giờ khi mà ngài nói chuyện thì ngài nói cái cách nói của người lớn, của cái cả, ngài không có nói những lời nói khiêm cung bình thường được, tại vì nhớ thói quen. Thì những cái thói quen đó nó không nói lên cái tâm thái của ngài là vị A-la-hán, nhưng mà ngài còn ảnh hưởng cái thói quen dùng ngôn ngữ như vậy. Riêng về Đức Phật toàn giác thì hoàn toàn không có, và ngài không có điểm này. Đức Phật, chư Phật toàn giác không còn bị ảnh hưởng bởi các ngài không còn bị ảnh hưởng bởi cái cái mà chúng ta gọi là cái thói quen ở trong quá khứ. Và ở trong kinh cũng có đề cập đến một số các cái trường hợp trong sinh hoạt hàng ngày của chư vị toàn giác. Các ngài có những cái tướng và có những cái tánh rất là đẹp, rất là tế nhị, mà chúng ta gọi là ngoài 32 đại trụ phu tướng, các ngài có những cái quý khách, và quý khách rất là đặc, như là chúng ta đọc ở trong trường mục kinh, các vị Bà La Môn đến quan sát Đức Phật về cách ngài đi, cách ngài đứng, nằm, ngồi, thì một vị chánh đẳng giác rất tế nhị hơn nhiều, rất tế nhị trong cách đi đứng của ngài, trong các hành xử, thì cái thù thắng đó, cái tế nhị đó, đó nó khác xa các vị các vị tinh văn A-la-hán, các vị A-la-hán tinh văn. Thì những sự phân biệt như vậy tôi thấy trong kinh tạng nhiều, mà không có ở trong Thắng Pháp. Không phải Thắng Pháp cũng nhận điều này, nhưng mà Thắng Pháp dạy các bản thể, giờ Thắng Pháp không có đề cập đến, mà chỉ đề cập đến cái tâm tư của vị A-la-hán tứ quả mà thôi. Thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi trình bày về về tâm tâm duy tác dục giới tình hảo.
Trước nhất là cũng xin lỗi quý vị là hôm nay thì chúng tôi có nhiều việc bận, quý vị có nhiều cái lễ năm nay ở tại chùa tổ chức lễ Vu Lan hay chúng tôi tổ chức lễ Phật Đản trong một cái hoàn cảnh của mùa đại dịch đó. Thì cái gì cũng mới và cái gì cũng mới hết. Ở chùa Pháp Đung thì Phật tử quen tổ chức theo cái nếp cố định, năm nào cũng vậy, tổ chức chánh điện như vậy, hội trường như vậy, nhà bếp như vậy, nhưng năm nay tổ chức diễn khác. Do vậy có nhiều việc các vị hỏi, chúng tôi phải hướng dẫn, và đặc biệt là chúng ta phải hạn chế tối đa một ngày lễ mà không có thơ mời, không có thông báo, chỉ có nói miệng một cách xa gần giữa những người Phật tử quen để hạn chế cái số người đến tham dự. Và hôm nay thì chúng ta cũng có lễ trai tăng, mà trai tăng mà ngồi khoảng cách xa nhau, và cũng làm lễ phải xa nhau, cố gắng tối đa để giữ cái sự an toàn chung cho chư tăng. Thưa quý vị, do vậy phải nói một điều rằng chúng tôi rất là cảm kích trường toàn từ siêu khi mà đọc bài đã thấy những cái lỗi chính đã rất là cần. Phải nói rằng tối qua chúng tôi khi mà chúng tôi viết bài, viết bằng cái keyboard ở trước mặt, viết xong chúng tôi gửi đi mà hơi mệt rồi không có coi lại, nó có một số điểm mà sai sót, xin quý vị quan hệ, và rất là cảm kích quan hệ trường toàn từ siêu đã giúp sửa giúp. Bây giờ thì xin được thưa một điều rằng không biết là chư tăng có mặt ở trong group và chư tăng từ siêu thường tọa có còn ở trước máy không? Nếu chư tăng từ siêu còn ở trước máy và nghe được, xin thỉnh thưa tọa hoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận, và sau đó thì xin tiếp tục với phần thảo luận với chư tăng. Mà chúng ta chưa xíu, chúng ta có còn ở trước máy không? Nếu chúng ta nghe được, xin chúng ta không nghĩ cho biết. Dường như chúng ta chưa xíu không có mặt ở trước máy. Chúng ta Pháp Đăng đây, chúng ta Pháp Đăng có ở trước máy và có nghe được không? Nếu dạ xin tỉnh chúng ta Pháp Đăng nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận, kính cung thỉnh chúng ta. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Tăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng kính lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Thế Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ thân chào Phật tử. Hôm nay thì mình học về tám cái tâm duy tác. Nhưng mà quý vị đã nghe thượng tọa Giác Đẳng chia sẻ rồi. Nhưng mà cũng có nghe thượng tọa Giác Đẳng nói về tám tâm duy tác, dục giới tịnh hảo, và cũng nói liên quan đến năm tâm duy tác thiền sắc giới và bốn tâm duy tác thiền vô sắc giới. Thì chúng tôi cũng liên tưởng đến một vấn đề cũng nằm ở trong tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo, mà liên quan đến những cái tâm duy tác khác. Thì chúng ta biết rằng nếu mà nói về duy tác đó, thì A-la-hán nhất minh á, cũng là xài cái tâm duy tác. A-la-hán tam minh, A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích, hay là A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán độc giác, A-la-hán. Thì như vậy á, là cũng là A-la-hán hết, là cũng đều xài tám cái tâm duy tác. Nhưng mà ngược lại á, thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta phân biệt thêm tí xíu nữa đó, thì chúng ta thấy nếu mà làm cái việc mà thuyết pháp, thuyết pháp đó, thì những cái vị A-la-hán nhất minh đó, là gần như là các ngài khó mà thuyết pháp được. Nói điểm này thì chúng ta thấy rằng
Bởi vì cái tâm ghi tác nó cũng làm 10 việc, cũng ngài các ngài cũng bố thí. Ví dụ chúng ta nghe ngày Xá Lợi Phất, ngày đi khất thực, ngày cũng cúng dường chư tăng, rồi ngày hồi hướng phước cho mẹ của ngài, nó vẫn có bố thí. Rồi những cái tâm ghi tác đó thì cái giới, nhưng mà đây là cái thánh giới của vị A-la-hán, chứ không phải cái giới giống như phàm nhân để giữ, mà cái thánh giới là cái giới mà thanh tịnh của các vị A-la-hán. Thì rồi mình nói đến cái việc mà thuyết pháp hay là thính pháp, thì chính những cái điểm này chúng ta cũng có suy nghĩ rằng những cái vị A-la-hán thường nghe Đức Phật thuyết pháp để hiểu được cái pháp vô ngại, cái nghĩa vô ngại, cái ngữ vô ngại, biện tài vô ngại. Cái nghĩa vô ngại đó, thì những vị ngài, các ngài đắc được những cái trạng thái của vị A-la-hán á, thì về cái ngôn ngữ và cái biện tài đó, các ngài vẫn nghe Đức Phật Chánh Đẳng Giác thuyết giảng, và các ngài cũng thuyết giảng lại như vậy. Chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện mà ngài Kumara Kassapa, ngài thuyết cho Upajasi đó, ngài lấy những cái câu chuyện đó từ những câu chuyện bổn sanh mà Đức Phật ngài kể, và ngài thí dụ vào cái việc mà tà kiến của Upajasi. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng một vị A-la-hán mà có thể là A-la-hán nhất minh hay tam minh, các ngài vẫn nghe pháp để học cái cách trình bày của vị chánh đẳng chánh giác. Vì cái pháp, cái ngữ vô ngại giải và cái biện tài vô ngại đó, cái biện tài là cách mà thiền xảo đó, thì chúng ta phải có cái sự suy nghĩ như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng tại sao A-la-hán nhất minh hay là A-la-hán tam minh, A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích, A-la-hán độc giác, A-la-hán toàn giác. Nếu mà chúng ta coi trong cái bộ Bát Thí Samvitta Mắt Gá đó, nói về 72 cái loại tuệ của vị chánh đẳng chánh giác đó, thì các cái vị độc giác á, và các cái vị tinh văn á, không có những cái tuệ của vị chánh đẳng chánh giác. Đó là cái đặc biệt mà cái cũng là cái tâm duy tác, nhưng mà ngài dùng cái tâm duy tác đó với một cái vị chánh đẳng chánh giác. Ngài có thể nhớ lại vô lượng kiếp của chúng sanh. Về cái khi mà ngài dùng cái trí tuệ của vị chánh đẳng chánh giác xuyên qua đó, thường thường là chúng ta biết rằng những cũng là những cái tâm di tác, nhưng mà những vị a la hán có nhập thiền đó, nó khác với những vị a la hán không có thiền. Mình gọi là a la hán nhất minh đó, là có lậu tận minh thôi, cái vị đó chứng cái thiền tuệ, hay là chúng ta gọi là cái tuệ quán đó. Như vậy thì những cái vị mà đặt A-la-hán mà có thể dùng cái tâm duy tác sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó, thì nó là cái việc, một việc đặc biệt. Và cái việc đặc biệt này thì chúng ta nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nói về cái hạnh của vị chánh đẳng chánh giác đó, thì chúng ta biết rằng cái vị mà nhập thiền được và cái vị không nhập thiền được đó, nó khác. Chúng ta thấy một cái vị nhập thiền được, các ngài có thể ngồi suốt 1-2 ngày, 2-3-4 ngày với cái trạng thái tay chân không có cử động, có nghĩa là không còn bị mũi mồng hay là cái gì nó tấn công, ngài không có. Lúc mà ngài nhập thiền cũng có trạng thái đặc biệt như vậy. Như vậy á, và có một cái điểm nữa là chúng ta thấy rằng cũng là những vị A-la-hán cũng xài cái tâm duy tác đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà những cái vị mà chứng thiền A-la-hán mà chứng thiền nhập thiền quả được, có những vị A-la-hán thì không có nhập thiền quả được. Đây là nếu mình cũng dựa vào 8 tâm duy tác đó để mình trình bày thêm về những cái tâm duy tác khác mà chúng ta cũng sẽ được nghe về sau này. Nhưng mà bây giờ thì trình bày thì nói thêm tí xíu để quý vị thấy những cái tâm duy tác nó cũng làm việc như là thính pháp hay là thuyết pháp. Nó cũng có những cái việc, ví dụ chúng ta thấy A-la-hán vẫn phục vụ, ví dụ những vị A-la-hán mà những vị Sa-di đó vẫn phục vụ vị thầy mình, trong khi vị thầy mình vẫn là phàm mà vẫn phục vụ với cái phận sự của một cái người học trò đối với vị thầy. Đây là những cái điều mà chúng ta cũng cần suy nghĩ.
À, chứ còn không phải là những vị A-la-hán rồi, là vị A-la-hán rồi thầy của mình là phàm mà mình không có phục vụ đâu, không phải, vẫn phục vụ như thường. À, thì vẫn có tâm phục vụ, à, vẫn có tâm cung kính, à, nhưng mà cái cung kính của vị A-la-hán chứ không phải là đúng theo luật, theo pháp của Đức Phật ban hành, chư Phật ban hành. À, chứ còn nhiều khi á, chúng ta không có nghe này đó thì chúng ta nghĩ những cái hình ảnh A-la-hán như Tế Điên hoặc là những cái vị khác đó, thì điều đó nó không có trong Phật giáo Nam truyền. À, không có trong Phật giáo Nam truyền, vì nói lên cái tính chất của vị A-la-hán mà có vô tham, vô sân và trí tuệ ở trong cái tâm duy tác, mà tám tâm duy tác. Và chúng ta cũng học những tâm duy tác này đó, thì chúng ta cũng phải nhớ về A-la-hán nhất minh, A-la-hán tam minh, A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích, A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán độc giác, cũng là những cái tâm duy tác này. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt như vậy thì chúng ta mới thấy được cái chiều sâu ở trong cái tâm duy tác này. Những vị mà có khả năng mà mình gọi là câu phần giải thoát đó, vừa từng chứng thiền tuệ mà vừa chứng thiền hiệp thế nữa đó, thì chúng ta thường nghe nói những vị mà nhập thiền diệt thọ tưởng định đó, thì vị đó cũng là vị A-la-hán, nhưng mà phải chứng thiền hiệp thế, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Thì như vậy, hay là chúng ta cũng nghe A-la-hán mà có chứng thiền đó, mấy vị đó mới có thần thông. Còn những vị A-la-hán mà chỉ chứng cái tuệ quán không đó, A-la-hán nhất minh đó, thì không có thần thông quý vị. Chúng ta cũng nghe như vậy, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ như vậy về những cái tâm di tác này. Đó là một cái điểm, một vài cái điểm mà khác mà chúng tôi nãy chúng tôi có nghe thượng tọa đẳng trình bày về tám cái tâm di tác, nhưng mà chúng tôi cũng cũng nghe và chúng tôi cũng suy nghĩ để có thể chia sẻ thêm để quý vị thấy được cũng là tám cái tâm di tác này. Nhưng mà những vị A-la-hán lại không thuyết pháp được, không thuyết pháp được, không thuyết pháp được, hoặc là không có cái biện tài. Nên thường thường mình gọi là A-la-hán mà tuệ phân tích đó, thì mới có pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và biện tài vô ngại. Nhưng mà những vị A-la-hán nhất minh đó, thì bốn cái vô ngại giải này bị hạn chế, nó không có, nó không có hoàn hảo như là vị A-la-hán, A-la-hán tuệ phân tích. Chúng tôi nói điều này bây giờ thì chúng tôi thấy đại đẳng có cái câu thảo luận rồi. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại để cho thượng tọa thảo cái buổi thảo luận, và con xin kính hành lễ với ngài. Dạ, thưa quý vị, thưa tọa Pháp Đăng, thưa tọa Pháp Tân ơi, thưa tọa có chiếc máy mà thưa tọa có nghe được không? Từ đó Tân nghe được chương trình, từ đó Quang Hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Bây giờ tôi siêu thường, được đại diện của tôi đi cho biết là tôi siêu không có mặt trước máy. Từ đó Tân, chúng ta thấy rằng vị A-la-hán các ngài chỉ hành động chứ không có quả báo, dù các ngài làm việc độ sanh hay thính pháp hay là đảnh lễ Phật vân vân. Nhưng mà chúng ta nghe trường hợp ngài Xá Lợi Phất lúc đi kinh hành thấy một loài ngạ quỷ, mà đó là mẹ, một người mẹ trong quá khứ đang bị đối khổ, và sau đó ngài tìm cách để hồi hướng phước. Thì tại sao một người mà tạo, một vị A-la-hán không thể tạo phước, không thể tạo nghiệp phước sanh tử mà lại có thể hồi hướng? Ở câu chuyện đó nhìn chung thì chúng ta được hiểu thế nào? Kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân Hoan Hỷ giải thích. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tuệ Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ.
Thì những gì mà hai con biết được đó, thì đối với tâm tố hay là tâm hành của một vị A-la-hán ấy, thì hoàn toàn gọi là tâm di tác, chỉ có cái hành động chứ không có cái kết quả. Ở đây thì con nghĩ rằng khi mà mình còn ở trong cái thực hiện ở cái tâm thiện hay là tâm bất thiện ấy, thì nó có cái kết quả của cái quả thiện hay là quả ác, quả khổ. Nhưng mà đối với các cái vị A-la-hán ấy, thực hiện các cái việc mà mình dường như là mình thấy rằng là dường như là việc thiện của một cái người làm việc thiện, từ cái việc mà bố thí, rồi từ cái việc cung kính, từ cái việc thuyết pháp, thì bởi vì các ngài thực hiện bằng cái tâm tố hay là tâm di tác của một bậc A-la-hán. Ở đây đó thì theo con nghĩ rằng cái việc mà ngài Xá Lợi Phất, ngài tạo phước để hồi hướng cho người mẹ quá khứ của mình đó, thì con nghĩ cái việc này đó thì phải nói rằng là bởi vì một khi mà mình tạo phước ở đây đó là mình là làm một cái việc thiện, nhưng mà để rồi là hướng nguyện cái phần phước đó đến cho cái người mẹ của mình, dù là người mẹ của kiếp quá khứ. Nhưng mà rồi nếu như người mẹ đó thì chúng ta thấy rằng bởi vì người mẹ đó nếu mà tùy hỷ được cái phước đó, quan hỷ ở trong cái phước của ngài Xá Lợi Phất ấy, thì từ đó người mẹ đó có thể sanh thiên, có thể sanh về cảnh giới lạnh, do rằng là tùy hỷ ở trong quan hỷ hoặc là tùy hỷ ở trong cái phước mà người con cũng trong kiếp quá khứ như là ngài Xá Lợi Phật đã làm. Còn ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái việc mà các ngài làm cho bản thân của các ngài đó thì hoàn toàn là nó không có cái kết quả, bởi vì các ngài đã thành tựu quả vị thánh nhân rồi, đặc biệt là quả vị vô lậu, cho nên là nó không có cái quả của điều không có cái quả của điều thiện bởi vì những cái việc làm của chính mình, và cũng không có cái quả của điều ác bởi vì các ngài không có cái tâm bất thiện ở trong đó. Cho nên ở đây đó, nếu mà theo con nghĩ rằng một người mà còn ở trong chúng sinh, thí dụ như mình còn tạo phước, còn phàm phu hay là thánh hữu học, thì nó còn ở trong cái sự tương đối, tức là đối với các bậc thánh hữu học thì các vị đó không có tạo cái pháp bất thiện rồi, nhưng mà dĩ nhiên là các vị đó còn tạo những cái thiện pháp để tích trữ các cái pháp độ ba la mật để rồi hướng đến cái quả vị vô lậu giải thoát ở trong tương lai. Cho nên là nó còn cái sự tương tác giữa nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cho nên là ở đây con nghĩ rằng ngài Xá Lợi Phất ngài làm cái việc đó với cái thứ nhất đó, là ngài vừa là khởi cái tâm từ đối với cái người thân của mình, đó là thân của ngài mặc dù là ở kiếp quá khứ. Cái thứ hai là việc làm đó thì con nghĩ rằng bởi vì cái sự hồi hướng đó là nó để làm cho một cái người mẹ của mình thấy được cái việc thiện đó, thấy được cái phước báo đó, hoan hỷ ở trong cái thiện nghiệp đó mà cái người phụ nữ đó cái người mẹ của ngài đó trong kiếp quá khứ đó có thể là từ ở đó mà do hoan hỷ cho nên là có thể sanh thiên, do hoan hỷ mà có thể sanh về cảnh giới an lành, hoặc là nhờ do hoan hỷ ở trong cái thiện sự đó mà có thể rằng tiến triển ở trong cái tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập sau này của một cái người phụ nữ đó. Cho nên con nghĩ rằng bản thân của ngài đó thì ngài không phải là ngài tích tạo những cái thiện sự để hồi hướng,
Ví dụ như mình nói rằng đối với người phàm phu hay là thánh hữu học thì mình còn tạo trữ công đức, nhưng là người phàm phu thì mình bố thí trì giới rồi cung kính phục vụ tùy hỷ phước, thì tất cả những thiện sự đó là để mà mình tạo cái phước lành cho mình. Nhưng mà đối với các ngài, đặc biệt là ngài Xá Lợi Phất thì là bậc A La Hán vô lậu, cho nên là các ngài không phải là để tạo tạo phước hay là bổ túc pháp độ ba la mật, bởi vì các ngài đã thành tựu quả vị vô lậu rồi. Cho nên ở đây đó thì theo con nghĩ rằng có những cái việc làm mà đối với các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh vô lậu đó, thì các ngài chỉ làm như vậy thôi, và làm cái việc mà hồi hướng hay hoặc là rồi các ngài cũng là cái việc mà thiết pháp độ đời, không phải là để tạo cái phước trí, cũng không phải là tạo cái pháp độ la mật, mà cái phận sự của các ngài vì cái tâm thương tưởng. Thương tưởng ở đây là lòng, do lòng từ lòng bi của các ngài, cho nên các ngài muốn tiếp độ chúng sanh để mà thuyết pháp giáo hóa, rồi những cái việc thiện sự khác mà các ngài cũng làm, giống như là một trong những cái việc làm trong đời sống của hàng ngày, nhưng mà nó không có cái kết quả cho bằng của ngài. Nhưng mà trong cái việc này đó thì chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài tạo phước như là cái việc mà thường được nghe ở trong kinh đó, được biết ở trong kinh là cái việc mà cúng dường đến với tăng chúng đó. Như một lần mà bà Mahapachakotami may được một chiếc y quý mà cúng dường cho Đức Phật, lần lượt đến ngài Xá Lợi Phất, và cuối cùng đó thì được chỉ dạy cho cái việc mà cúng dường đến với tăng chúng. Thì con nghĩ rằng cái việc mà ngài Xá Lợi Phất ngài tạo phước là cúng dường đến với tăng chúng, cúng dường với tăng chúng nhằm để hồi hướng phước, để rồi cái thân mẫu của ngài trong kiếp quá khứ đó có thể quan hỷ tùy hỷ ở trong cái thiện sự, cái phước đó mà có thể là sanh thiên, chứ không phải là ngài tạo cái phước để cho ngài. Cho nên điều này theo con nghĩ rằng đó là khởi cái tâm từ của mình, một phần có thể là vì cái sự đáp ơn gì đó đối với ngài, đối với mẹ ngài. Thì đây là cái suy nghĩ của con trong cái điều mà câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa có thể bổ túc thêm cho con. Nam mô Bụt Thầy. Xin lỗi quý vị, xin lỗi thượng tọa Pháp Tân, chúng tôi xin có một vài chia sẻ thêm ở trong cái câu hỏi số 1. Kính thưa quý vị, ngài Sariputta là một bậc vô lậu giải thoát, cho nên bất cứ một vị A La Hán nào cũng vậy, để làm cái điều tốt đó đều không phải là tâm thiện để mà tạo phước, và cũng không có vấn đề hồi hướng ở đây. Mà trường hợp này chúng ta đọc lại ở trong Pê Tô Quá Thú, tập Pê Tô Quá Thú tiểu bộ kinh đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ lắm. Khi tôn giả Sariputta vào buổi sáng sớm lúc tinh sương ngài đi tinh hành, thì một nữ ngạ quỷ đã hiện lên, đã hiện hình ở đầu đường kinh hành. Ngài Xá Lợi Phất đi đến, ngài mới hỏi
Ngài vị, Ngài mới hỏi: ngươi là ai? Bạch tôn giả, con là một nữ ngạo quỷ, một ngạo quỷ đối khổ, là thân tiền thân 500 ở năm đời quá khứ là thân mẫu của Ngài. Vì không khéo tạo phước cho nên bị sanh làm ngạo quỷ. Bây giờ xin Ngài cho con phục thực, rồi Ngài sẽ lập phất. Ngài nói: thôi được rồi, sáng hôm nay ta đi khất thực về sẽ cho ngươi một cái bát cơm. Rồi ngươi hãy đem bát cơm ấy cúng dường đến tăng chúng, nhờ vậy mà ngươi thành tựu được phước báo để thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Thì Ngài cũng thêm rằng: nhưng mà với thân phận một phi nhân như vậy, ngươi không thể trực tiếp đi đến tự tay cúng dường đến các vị tỳ kheo. Vậy thì ngươi hãy nhận biết cái bát cơm này là của ngươi, ta đã cho rồi. Ta sẽ nhân danh ngươi, nữ ngạo quỷ, đem bát cơm nó cúng dường chư tăng. Ngươi hãy đứng ở phía xa kia ngoài tăng chúng mà tùy hỷ vui thích như là ngươi đang làm. Thì thưa vị, Ngài sẽ lợi phất bằng cách đó. Ngài đã tiết độ cho ngạ quỷ. Khi mà Ngài đã hứa cho nữ ngạ quỷ một bát cơm, thì ngạ quỷ có sự suy nghĩ rằng: đây là bát cơm của ta. Rồi Ngài sẽ lập phất, Ngài nhân danh ngạ quỷ đó đến cúng dường chư tăng, mới trình bày cho chư tăng cái duyên sự: đây là bát cơm của ngạ quỷ, tôi xin nhân danh ngạ quỷ đó để cúng dường đến chư tăng. Chư tăng hãy tiếp độ cho nữ ngạ quỷ này. Thì chư tăng đồng quan hỷ xa thú, và nữ ngạ quỷ đứng ở phía ngoài có sự quan hỷ như là mình tự tay làm việc phước này. Với tâm quan hỷ đó đã mệnh chung và sanh về cõi trời. Thưa quý vị, điều này nó có ý nghĩa rất là quan trọng để chúng ta hiểu rằng là khi mà Ngài Xá Lợi Phất đem bát cơm đó đến cúng dường cho chư vị tỳ kheo, không phải là Ngài tạo phước rồi chư tăng phúc chúc phước báo cho Ngài rồi Ngài mới hồi hướng cho ngạ quỷ. Không phải vậy. Vì Ngài không cần cái thiện pháp đó, và việc làm của Ngài không có tác thành cái thiện nghiệp để tạo phước đâu, để mà hồi hướng. Nhưng mà không hồi hướng phước, nhưng mà vị A-la-hán có thể nhân danh người thân để làm phước dùm cho họ, và họ tùy hỷ vẫn được. Bởi thế cho nên chúng tôi thường hay nhắc nhở các Phật tử khi họ đến chùa, họ làm phước cúng dường đến chư tăng để họ hồi hướng phước cho thân nhân. Thì chúng tôi nhắc cái chuyện này, chúng tôi nói có hai cách. Một
là quý vị toàn tâm toàn ý để thành tựu phước báo trong ngày hôm nay do sự cúng dường đến chư tăng. Khi chư tăng phúc chúc phước báo cho quý vị quan hỷ, quý vị thành tựu được phước báo rồi, quý vị mới chú nguyện rằng y đăng nu nha ti năng hô tú xuất khí ta từ nha ti vô, phước báo này xin hồi hướng đến cho thân nhân quý thuộc, mong cho tất cả quý thuộc được sự an vui, mong quý thuộc của tôi được an vui. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa là tới cái ngày giỗ người Phật tử thì không có bài biện mâm cơm trên bàn thờ để cúng, mà quý vị sắm sửa vật thực y cà sa, quý vị tác ý nghĩ rằng hôm nay là ngày giỗ của cha của mẹ hay của ông của bà gì đó, thân nhân của mình, nay ta sắm để cúng cho họ, cho họ những cái phần thực phẩm này, cho họ cái bộ y cà sa này để họ đi làm phước. Rồi quý vị đem vật thực đó và y cà sa đó đến chư tăng, bạch chư tăng hôm nay thân phụ của con là ông Nguyễn Văn A hay là bà Nguyễn Văn B gì đó là thân mẫu của con, ngày giỗ kỵ cha hay là mẹ con, xin làm phước cúng dường đến chư tăng. Chúng con xin nhân danh cha và mẹ để đem thực phẩm này cúng dường chư tăng, xin chư tăng chúc phước phước báo cho những chúng sanh đó. Thì thưa quý vị, cái cách này là chúng ta bắt chước nó gương theo cái cách của ngài Sariputta Sa Lợi Phất, là thay vì chúng ta cúng ở trên bàn thờ xong rồi chúng ta dọn xuống ăn, còn đằng này chúng ta cúng mâm thực phẩm đó đến cho cha và mẹ, rồi bằng cách để cho cha mẹ hưởng cái vật thực này, là chúng ta đem cái mâm cơm đó, đem thực phẩm đó đến chùa nhân danh cha và mẹ. Vì đây là cái mâm cơm để con đã dâng đến cho cha mẹ rồi, bây giờ dâng danh cha và mẹ con để làm phước đến chư tăng. Thì cái cách đó thưa quý vị, một trong hai cách, cách nào chúng ta làm phước cho thân nhân cũng được, thì đối với phàm phu chúng ta thì chúng ta làm phước như thế. Nhưng mà đối với trường hợp của một vị A La Hán như là ngài Sariputta muốn tiếp độ thân mẫu quá khứ, ngài chỉ bằng một cách duy nhất là ngài cho nữ ngạ quỷ đó một bát cơm, rồi ngài nhân danh ngạ quỷ đó làm giùm cho ngạ quỷ đó. Ở đây chúng tôi dùng cái tiếng thông thường là làm giùm cho ngạ quỷ đó, làm phước giùm, tức là đem cái bát cơm nó đến chư tăng làm phước giùm cho ngạ quỷ. Ngạ quỷ đứng ở ngoài quan hỷ với cái phước mình đã làm, như vậy thì hễ quan hỷ mạnh, tâm thiện nhiều, tâm thiện vững chắc thì ngạ quỷ đó được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ và được sanh về cõi trời. Thì đó là ý nghĩa mà trong cái câu chuyện của ngài Sariputta đã làm như vậy. Ở đây sở dĩ mà chúng tôi xin góp ý thêm đó, cái câu số 1 để cho nó tròn đủ cho quý vị hiểu. Và trong trường hợp này chúng ta nên phải luôn luôn nhớ rằng không phải ngài Xá Lợi Phất đang tạo phước để hồi hướng cho người mẹ quá khứ, vì ngài làm bằng cái tâm tố, tâm duy tác thì không có tác thành quả dị thục, không có tác thành phước báo, mà chỉ là nhân danh ngạ quỷ thân mẫu quá khứ của ngài để làm, ngài làm giùm cho thì ngạ quỷ đó tùy hỷ cái phước mình đã làm, mà nhờ tay người con tức là tôn giả Sariputta ở quá khứ
để làm giùm cho mình. Chúng tôi có một vài lời chia sẻ với Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con xin điền khuyết cho tri chúng. Dạ hồi nãy Thượng tọa Giác Đẳng có đưa lên ba câu hỏi và nhờ chúng con thỉnh quý ngài thảo luận. Con xin hết câu hỏi số 2. Con cung thỉnh quý ngài. Dạ con cung thỉnh ngài Tuệ Siêu điều họp chương trình còn lại ạ. À, Thượng tọa Giác Đẳng đã bận rồi. Phải ra ngoài rồi. Dạ con xin hết câu số 2 và con cung thỉnh ngài Tuệ Siêu từ bi điều họp ạ. À. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt. À, thường tổ chức đẳng phần công việc vì hôm nay chùa Pháp Luân sáng này đang tổ chức cái lễ hội Vu Lan, nên giờ đây có những câu thảo luận chúng tôi xin điều họp. Câu thảo luận số 2 này xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Quan Hỷ giải thích cho Phật tử được rõ. Chư vị A-la-hán đã vượt ngoài mọi thiện ác, bởi vì ngài đã diệt trừ phiền não rồi. Nhưng mà tại sao các ngài còn tuân thủ những giới luật mà Đức Phật đã ban hành? Ở đây khi mà chúng ta giữ giới đó, có nghĩa là chúng ta ngăn những cái ác bất thiện về thân về khẩu. Như vậy thì trong trường hợp này các vị A-la-hán tuân thủ theo giới luật Đức Phật ngài đã chế định, cái điều đó nó có mâu thuẫn chăng khi nói vị A-la-hán đã vượt ngoài thiện ác? Xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tân giải thích dùm cho câu hỏi này. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, nói là nghe rõ. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng Phật chế định ra cái giới luật đó. Dạ. Giới luật là để ngăn ngừa cái hành vi xấu ác. Thì hành vi xấu ác đó, đó nó có thể rằng phát xuất từ ở hành động hoặc là ở lời nói. Bởi vì bản chất của cái người phàm phu á thì do cái tập nhiễm của phiền não. Cho nên chính cái tập nhiễm của phiền não khiến cho chúng sanh có những cái hành động, lời nói bất thiện. Và Đức Phật ban hành cái giới luật đó là để ngăn ngừa, ngăn ngừa. Thì cái người mà, đối với một người mà phàm phu á, mình giữ giới luật là để mình tuân thủ theo cái lời dạy của Đức Phật, để nhằm ngăn ngừa những cái hành vi ác xấu đó, hay là những cái điều tội lỗi mang đến cái quả báo khổ ở trong hiện tại và tương lai đó. Do vậy thì mình mới là ngăn ngừa. Mà ngăn ngừa cái hành vi ác xấu đó không có chi khác hơn là do cái thực hành cái giới luật. Cho nên Đức Phật ban hành cái giới luật. Thì ở đây hỏi là một cái điều đó là chư vị A-la-hán vượt ra ngoài mọi thiện ác, nhưng tại sao các ngài còn tuân thủ những cái giới luật mà Đức Phật đã ban hành?
thì chúng ta cũng biết đó là Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, là một bậc mà biết được các cái pháp ô nhiễm, pháp thanh tịnh, pháp tiến hóa, pháp thoái hóa từng mỗi chúng sinh. Cho nên chính vì vậy Ngài ban hành cái giới luật. Khi mà mình biết đó là đối với người phàm phu á, thì rõ ràng là chúng ta nhờ thực hành giới mà ngăn ngừa những cái hành vi ác xấu, rồi cái tâm của chúng ta đó lo trau dồi bằng phương pháp thiền định đó, thì chúng ta mới có thể định tâm lắng lòng tịnh tâm được. Và khi mà tâm mà chúng ta lắng lòng tịnh tâm được thì cái trí tuệ của chúng ta mới có thể là dễ dàng phát sanh để mà tận tiêu triệt tiêu những cái phiền não được. Thì ở đây đó là đối với các vị A-la-hán thì các ngài vượt ra khỏi những thiện ác. Bởi vì ví dụ như chúng ta tu tập á, thì chúng ta dùng thiện pháp để đẩy lùi cái ác pháp, đẩy lùi ác pháp, dùng cái thiện pháp để gột sạch đi những cái pháp bất thiện, cái phiền não ở trong nội tâm. Khi nào mà mình gột sạch hết những cái phiền não ở trong nội tâm thì đặc biệt là khi mà mình gột sạch hết những cái phiền não ở nội tâm thì mình đạt được cái sự giải thoát, không còn cái đời sống luân hồi khổ đau nữa như là chư vị A-la-hán. Còn khi chúng ta là còn là một cái người phàm phu thì rõ ràng là chúng ta còn chịu tương tác ở trong thiện ác. Có nghĩa là mình có thể thực hiện bằng những cái tâm bất thiện, mình có thể thực hiện bằng những cái tâm thiện. Tâm thiện đó là có thể là tâm thiện dục giới, tâm thiện đó là tâm thiện sắc giới, tâm thiện đó là tâm thiện vô sắc giới chẳng hạn. Thì tùy theo mỗi cái trường hợp mà lĩnh vực mà chúng ta thực hiện cái tâm thiện đó, và mỗi cái tâm thiện đó thì nó có cái kết quả khác nhau, cái quả của nó khác nhau. Và tâm bất thiện cũng vậy. Vì vậy cho nên là cái người phàm phu á, thì rõ ràng là còn chịu tương tác ở trong thiện ác. Còn đối với các vị A-la-hán thì các ngài vượt ra ngoài khỏi cái sự thiện ác. Bởi vì ở đó đó, nếu mà mình thấy rằng là đối với các vị A-la-hán thì các ngài thực hiện bằng các cái tâm tố không, hay là tâm di tác không, nếu mà ở cõi nào đi nữa thì các ngài cũng thực hiện bằng những cái tâm đó, chứ không phải là thực hiện bằng những cái tâm thiện. Đối với là người phàm phu á, mặc dù là cái người phàm phu có trí thực hiện bằng cái tâm thiện, hay là các cái bậc thánh hữu học thì cũng thực hiện bằng cái tâm thiện, cũng thực hiện bằng cái tâm thiện thôi. Chỉ có chư vị A-la-hán thì các ngài không thực hiện bằng tâm thiện, mà thực hiện các cái việc khác đó nhau, đó là bằng cái tâm tố hay là tâm di tác. Có nghĩa là chỉ thực hiện như vậy thôi, chỉ làm như vậy thôi. Như vậy đó thì khi mà các ngài đã đoạn tận hết phiền não rồi á, các vị A-la-hán là đoạn tận hết phiền não, sát trừ hết tất cả cái phiền não đó, thì đương nhiên á, ở trong nội tâm của ngài á, các ngài nó không còn có phiền não nữa. Mà mục đích chính á, là của cái việc mà ngăn ngừa, ngăn việc thực hành giới luật á, là để ngăn ngừa những cái hành vi xấu, cái hành vi xấu từ thân khẩu ý. Mà các ngài á, thì đã đoạn tận hết tất cả các tạp nhiễm, các cấu quế của phiền não, cho nên cái hành vi xấu từ ở cái tâm bất thiện ấy, cái bất thiện ấy, cái tâm nó, cái ý nghiệp bất thiện ấy, cái tâm nó cũng không có nhé. Đừng nói tới cái chuyện mà khởi ra cái lời nói hay hành động. Cho nên là ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật ban hành giới luật là để ngăn ngừa những cái hành vi xấu. Nhưng mà đối với các vị A-la-hán ấy, thì do các ngài đã thanh tịnh vượt, không còn một chút phiền não, cho nên là mặc nhiên là một vị A-la-hán thì giới được trong sạch, giới được hoàn toàn, cho nên là không có giới được hoàn toàn trong sạch, không có một chút bợn nhơ nào của phiền não. Cho nên rằng là khi mà nói như vậy đó thì ở đây đó là
các ngài không phải là chúng ta nói rằng cái việc mà tuân thủ theo cái giới luật của Đức Phật, bởi vì đương nhiên là như vậy. Đức Phật ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên là ngài hiểu rõ được điều đó. Và những vị thánh đệ tử của Đức Phật, đặc biệt là các vị A La Hán, thì các ngài hoàn toàn triệt tiêu hết tất cả các cái phiền não. Cho nên là mặc nhiên thì các ngài giữ giống như là cái giới của một bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh của vô lậu rồi. Mình thì đối với người phàm phu thì mình có cái giới nguyện, tức là mình nguyện ở trong lòng để ngăn ngừa, hay là mình nguyện ở trước sự chứng minh của Tam Bảo là con xin dân giữ điều học như vậy, và rồi đó là mình dân giữ như vậy, rồi đó là rồi mình có một cái sự chủ tâm, mình ngăn ngừa, có nghĩa là mình cố gắng tránh xa sát sanh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà hạnh, vân vân, mình cố gắng mình tránh xa, dù cái hoàn cảnh như thế nào thì mình cũng tránh xa những cái hành vi đó, bởi vì nếu mà mình thực hiện cái hành vi đó là cái nghiệp bất thiện, nó sẽ quả báo khổ, nó sẽ đến với mình, cho nên là mình biết vậy mình ngắn xa. Còn đối với các bậc thánh á, thì các ngài có cái giới sát, có nghĩa là phiền não các ngài đã đoạn tận, cho nên là cái mầm móng để sanh khởi lên cái phiền não nó không có nữa, nó không có. Và do vậy đó thì chúng ta hiểu rằng những gì mà để giống như là trong kinh Phật dạy rằng là giáo pháp Như Lai thuyết giảng toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, văn nghĩa cụ túc, có nghĩa là từ giới định và tuệ được hoàn toàn được thuyết giảng như vậy. Và cái con đường mà chư vị thánh nhân, đặc biệt các vị A La Hán, thì các ngài đã trải qua hết bất cứ một cái giới định hay là tuệ, các ngài đã hoàn toàn nó hoàn toàn được tốt đẹp, hoàn hảo được tốt đẹp. Đặc biệt là đối với một cái vị mà A La Hán thì chúng ta biết rằng phiền não các ngài không có, không có. Vì vậy cho nên là không có những cái chuyện gì mà giống như là Đức Phật ngài đã ban hành giới luật làm sao để cho thanh tịnh, thanh tịnh về cá nhân, thanh tịnh về tăng đoàn, và để cho mọi một cái sự tín nhiệm quan hỷ ở trong đại chúng của chư thiên và loài người từ ở cái việc mà thanh tịnh của tăng đoàn, thanh tịnh về cá nhân đó, do một cái người thực hành về giới luật. Đó là như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng đối với một bậc A-la-hán thì các ngài đã thanh tịnh, và khi đã thanh tịnh rồi đó thì cái giới luật đương nhiên các ngài không ở đây đó, chúng ta không phải lại, nhưng mà là do cái sự đã thanh tịnh rồi thì cái tâm nó hoàn toàn thanh tịnh, nó không có chút cấu quế bận nhơ gì hết, cho nên là các ngài không có cái gì là gọi là bận nhơ, với lý do là như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ góp ý cái câu hỏi mà vừa rồi chúng tôi vừa nêu ở đây. Quý vị không biết là Thượng tọa Tệ Siêu còn, chúng tôi xin xuống mic. Dạ. Không biết là Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy không ạ? À? Dạ xin lỗi, là Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy không ạ? Quý vị còn nghe được không? Không biết là Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy không ạ? Quý vị có thấy không? Dạ một lần nữa xin hỏi là Thượng tọa... Dạ có bàn tay ạ. Kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 ở đây là: thọ hỷ có phải là cảm giác do sự phân biệt tốt xấu cao thấp, chứ gì toàn giác giải thoát có tâm phân biệt như vậy không đó? Thì kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận giờ cho cái câu số 3 dùm. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ Đức Phật đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Căn, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính, để Đức Tự Tri, Sư Huân Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng thưa Phật tử, con hỏi rằng, con hỷ có phải là cảm giác vô sự sơ nguyện tốt xấu cao thấp, chưa bị toàn giác giải thoát, còn có tâm phân biệt như vậy không? Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì nếu như mà tòa hỷ, chúng ta nhớ là đối với cái tâm của các vị thánh tứ quả, thì dầu cho Phật thì vị đó cũng không còn thiện ác. Để chúng ta đã hiểu rồi, thì các ngài khi sử dụng bằng cái tâm tố di tác mà nó có thọ hỷ, mà cái thọ hỷ cảm thọ đó không phải là do một cái xúc tác của nhân tham ái hay là của nhân gây cái buồn phiền đến các ngài, hoàn toàn không có chuyện đó. Rồi các ngài cũng không có phân biệt cao thấp tốt xấu, vật này đẹp vật kia xấu, mà các ngài nhìn về pháp giới hữu tình này chỉ là một sự bình lặng, một cái trạng thái nhẹ nhàng vô tham vô sân, một trạng thái không có thiện ác hay không có phân biệt. Dĩ nhiên thấy vật đó là đẹp, biết là đẹp, vật đó là xấu, biết là xấu, chỉ như thế thôi. Tâm không có động lực để mà hành động, để mà tạo tác ra một cái quả dị thục cho đời sau. Như chúng ta thọ hỷ và chúng ta thấy cái cảnh đó vui, quả thích quá, thấy cái người đó đẹp quá, thích quá, nghe cái tiếng mũi ngửi, thân xúc chạm lưỡi những vị vân vân. Tất cả ở đây cảm thọ đối với ngài chỉ là cảm thọ xả, nó mang tính bình thường, hay nó cảm thọ tức là không phải thích thú. Các ngài an trú trong cái hỷ, mà hỷ đó hỷ lạc, nó mang tính giá trị của giải thoát thiền định, an trú trong thiền định giải thoát, thì cái đó nó không có phải như là khi mà cảm thọ của tất cả chúng ta, khi mà thân khinh an, tâm khinh an, thân khinh an, cảm giác mát mẻ toàn thân, tẩm ướt rịn chảy nó ra vân vân, không phải là do nhân của tham ái làm nhân làm duyên để trợ tạo, mà các ngài chỉ là một trạng thái hưởng cái trạng thái niết bàn nhẹ nhàng, và không sầu, không khổ, không ưu, không lạc, tất cả một trạng thái cảm thọ nhẹ nhàng, đơn giản. Dẫu cho là có cái thọ hỷ, nhưng thọ hỷ đó chỉ là trạng thái thôi, chứ không phải là một cái chuyện gì mà nó ghê gớm, mà nó khủng khiếp cho chính tâm của chúng ta hết. Khi chúng ta vui thì vui quá, hay khi chúng ta cảm giác lạc thì lạc quá, cảm giác hỷ thì hỷ quá. Ở đây đối với các ngài phải nói rằng là vượt ngoài cái, đối với các ngài thì vượt ngoài cái cảm thọ của cái gì. Ở đây chúng ta muốn nói rằng là các ngài không còn cái sự giá trị phân biệt như phàm phu của chúng ta nữa. Đặc biệt chúng ta thấy như Đức Phật cùng chư hiền thánh tăng, một lần mà Đức Phật ngài đi bát bị ngoại đạo, ta bị coi như là ma vương, bị ác ma nó chặn đường đủ thứ đủ chuyện, làm cho ngài không nhận được cái Phật thực, thì ác ma nó đến nó nói, thì Đức Phật ngài nói ta luôn an lạc như trời phạm thiên, chứ ta không có khổ đau khi mà có được hay hoặc không có được. Nhưng kính thưa quý vị, dĩ nhiên trên phước của Phật, dẫu như phàm phu không có, người phàm không có đặt bát cho Phật, như điều mà các vị chư thần chư thiên họ cũng cũng dường cho nên đây là cái phước của Phật, nó mang tính tuyệt đối, chứ Phật này không có thể đối được. Rồi chúng ta cũng nhớ như vậy, ác ma cái chặn đường để nó thấy rằng không có người, chứ sự thật ra cái phước của Phật thì nó vô biên rồi. Thì chúng ta thấy Phật này nói rằng ta luôn an lạc như trời phạm thiên vậy. Thì đó nói rằng ví dụ cho biết như vậy, và cái trạng thái an lạc của vị tứ quả thì gấp trăm, gấp triệu, triệu ngàn lần. Cái trạng thái đó vượt ngoài cái cảm giác của phàm phu. Bởi vì cái trạng thái đó, trạng thái của sự tĩnh lặng phiền não, sự diệt trừ phiền não. Cho nên vì vậy, đây là
cái ý kiến, cái sự hiểu biết như vậy. Nếu có điều gì còn cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, kính cung thỉnh quý ngài quay trở lại. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền rất là nhiều. Công phút còn lại đó thì không biết là bây giờ thì không biết là thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy không ạ? Và một lần nữa xin hỏi là thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn thượng tọa. Kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cho cái câu số 4 là câu hỏi là mùa Vu Lan, chư vị La Hán kể cả chư Đức Phật vẫn có thể hiện hiệu hiếu hạnh bằng cách vẫn bằng cách nghĩ tưởng đến phụ mẫu hiện tiền hay quá giảng, vậy có phải là sự phân biệt thân sơ đối với chúng sinh? Kính thỉnh tường tọa Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận dùm cho câu này. Dạ, kính thỉnh. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở trong cái câu hỏi số 4 đó thì quý vị biết rằng đối với các cái vị A-la-hán đó thì cũng có cha, cũng có mẹ. Cái kiếp chót đó, ngài vẫn có cha, có mẹ. Thì cái việc hiếu hạnh của ngài đó, ngài cũng phải thể hiện. Chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ấy, khi mà cha của ngài bệnh, ngài về, ngài thuyết pháp. Và khi mà cha ngài mất, ngài khâm liệm, ngài tự tay ngài đốt lửa hỏa thiêu. Thì chúng ta thấy rằng không phải là ngài phân biệt, nhưng mà cái phận sự mình là con thì có cha, có mẹ. Thì đó cũng là một cái hạnh mà chúng ta thấy nó giống như cái giới luật của vị học trò mà phải phụng sự thầy vậy. Dù là vị thầy là vị phàm, nhưng mà thầy của mình á, thì mình có phải phụng sự thôi, dù là mình vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng á, cũng vậy, đối với chư Phật A-la-hán á, có cha có mẹ thì các ngài vẫn thể hiện. Mà thường thì chúng ta nghe nói về cha về mẹ chúng ta nuôi dưỡng chúng ta hay ta giới thiệu chúng ta vào đời dựng gỡ vợ gỡ chồng chúng ta đúng lúc thì trao tài sản cho chúng ta đúng thời thì quý vị thấy cũng trong 38 phút hạnh phúc thì Đức Phật thì cũng nói về mình hiếu thuận bậc sanh thành đó, chăm sóc vợ và con đó. Thì cái việc mà hiếu thuận bậc sanh thành đó, và chúng ta thấy đối với Đức Phật ấy, thì chúng ta thấy dù là vị A-la-hán đi, nếu mà cha mẹ của mình á, mà già cả, mình là con một á, thì mình cũng vẫn đi bác nuôi cha mẹ được. Đức Phật vẫn ban hành. Như vậy thì rõ ràng á, thì vì cái kiếp đó mình sanh ra có cha có mẹ là vị đó thì mình phải có phần sự nuôi dưỡng, chứ không phải là mình phân biệt, không phải vậy. Để nói rằng cái trách nhiệm của kiếp người, cái trách nhiệm của cha và mẹ đối con cái đối với cha mẹ mình phải thể hiện thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng chẳng những như vậy mà ngài còn nói lên về những cái kiếp mà ngài làm súc sanh, ngài cũng vẫn nuôi cha nuôi mẹ chứ không phải là không có, và ngài vẫn cho chư tăng đi khất thực để nuôi cha mẹ. Điều này là có, chứ không phải là phân biệt, không phải là phân biệt. Mà trong cái cuộc đời này đó thì quý vị thấy rằng có cha có mẹ đó, nên thường thường quý vị thấy cũng như là quyến thuộc tam bảo vậy đó. Quyến thuộc tam bảo có nghĩa là mình mà có con gái mình đi tu đó thì mình mới làm quyến thuộc tam bảo. Có nghĩa là quyến thuộc tam bảo có nghĩa là mình được cái điểm đặc biệt, được cái điểm đặc biệt nơi đây á. Mình nếu mình nói về cái duyên lành á, giữa mình và cha mẹ mình á, nó cũng là cái duyên lành quý vị. Cái duyên lành ở trong đó
nó cộng với những cái phước duyên mà mình không có biết được. Chúng ta thấy câu như câu chuyện của thanh niên út gá trong quá khứ đó, cùng người vợ của mình đi cúng dường một cái vị lậu tận, vị đó quán xét cái lời nguyện sẽ thành nên ngài mỉm cười, thì hai vợ chồng ấy, lúc bây giờ nghĩ rằng người vợ mới nói trước rằng sư phụ mình cười giống như cái người hát xiếc, nhưng mà người chồng cũng đồng ý quá khứ đó. Và khi mà chính vì đồng ý như vậy nó sau này mà cái thiện nghiệp công đức viên mãn mà sanh cái kiếp đó nó sanh lên cõi trời, sanh xuống cõi người đó, thì một người người vợ trong quá khứ lại sanh vô cái gia đình gánh xiếc, và cái người chồng thì lại sanh vô một gia đình trưởng giả. Nhưng mà sau này nhìn cái cô hát xiếc đó, thì cái người thanh niên này quyết định đi theo cái cô này, bỏ cha bỏ mẹ của mình đi theo này. Và cô này cũng chọc ghẹo cái người chồng, nói người chồng chỉ biết là hốt phân bò rồi đánh xe bò rồi cột bò rồi cho bò ăn vậy thôi. Thì chính vì vậy đó, cái vị trưởng, cái người thanh niên út gá mới đi học cái nhào lộn với người cha vợ của mình, và sau này đã học được và biểu diễn. Và Đức Phật ngài biết cái duyên lành của vị thanh niên và ngài thuyết giảng một cái bài kệ pháp cú trong cái phẩm A-la-hán, và cái vị thanh niên này đã nghe và đã đắc quả A-la-hán luôn quý vị, đi xuất gia. Và cái người vợ thì có đứa con sau này cũng đi xuất gia và cũng trở thành vị A-la-hán luôn, cả đứa con cũng trở thành vị A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với các cái vị thánh, đối với cha mẹ của mình vẫn phải có cái phận sự, chứ không phải giống như người khác đâu quý vị. Đây là cái điểm đặc biệt, đây là cái điểm đặc biệt mà mình mới nói rằng cái việc mà Đức Phật ngày lên cung trời đau lợi để ngày thuyết pháp độ mẹ, hoặc là ngày thuyết tạng A Tỳ Đàm trả ơn cho Phật mẫu đó, thì quý vị biết cái tạng A Tỳ Đàm là cái tạng thắng pháp, cái tạng vi diệu pháp mình luôn. Cả chính vì vậy mà có một số tông phái là nói rằng cái tạng A Tỳ Đàm cũng có trong Phật giáo Nguyên Thủy là cái điểm này. Nhưng mà chính vì ngài lên cung trời đau lợi cái hạ thứ bảy để thiết độ Phật mẫu Maya, và ngài cũng độ vua cha Tịnh Phạn Dương, ngài thuyết pháp và ngài làm lễ tạ tỳ cha của ngài. Như vậy thì không phải là ngài phân biệt, nhưng mà đây là cha mẹ của mình đó, thì về cái danh chế định đó, nó cũng là nó được chế định rõ ràng là đây là cha là mẹ của mình. Biết rằng chúng sanh cũng là danh sắc, nhưng mà cái người này cha mẹ của mình nó khác với cái người không phải cha mẹ. Và chúng ta thấy rằng ngũ nghịch đại tội cũng vậy đó, giết cha giết mẹ là phạm ngũ nghịch đại tội, nhưng mà giết người khác thì không phải. Thì rõ ràng là muốn nói đến cha mẹ là hai cái đấng sanh thành và hai cái đối tượng cúng dường cao thượng. Được Đức Phật nói như vậy, nên chúng ta phải có cái sự suy nghĩ như vậy, chứ còn không phải là ngày phân biệt. Như vậy thì chúng ta thấy, và chúng ta cũng nhớ trong ngã quỷ sự cũng có mấy câu chuyện mà nhân danh của những cái quyến thuộc của mình đó, rồi những cái vị A-la-hán đó yêu cầu vua đó là xây cái mấy cái thất để cúng dường chư tăng hồi hướng phước cho những cái thân bằng quyến thuộc của mình, cũng có bữa hôm chúng tôi nghe ở trong kinh Ngã Quỷ Sự có mấy cái câu chuyện như vậy, là những vị trưởng lão đã đến nói với Đức Vua là Đức Vua làm phước mấy cốc xá và nhân danh những cái vị hương linh đó cúng dường đến chư tăng để hồi hướng phước cho những cái hương linh mà quyến thuộc đó. Thì chúng ta thấy rằng nói về quyến thuộc đó, nó cũng có những cái duyên rất là đặc biệt. Duyên đặc biệt là cái quyến thuộc của mình đó, nuôi dưỡng mình, có nhiều khi đó, vì nuôi dưỡng mình mà lo cho con cái rồi không có dư giả tiền bạc để cúng dường cho chư tăng, rồi sau này sanh làm ngã quỷ. Thì nếu mà nói về cái tình bên trong đó, thì nó cũng có, chứ còn cái người lạ thì họ đâu có lo cho mình. Nên nhiều khi quý vị thấy cha mẹ đó, có nhiều khi nuôi con đó,
làm nhiều cái nghề nghiệp mà vì con của mình mà làm những cái nghề nghiệp đó, thì đứa con cũng vì có đứa con đó nên cha mẹ nhiều khi đó lo lắng cho con ăn học mà không có tiền bạc để cúng dường tam bảo, sợ con mình đói khát thiếu thốn. Thì nếu mà vì như vậy mà sanh làm ngã quỷ thì đứa con mình nếu mà hiếu thảo này thì mình phải làm thiện sự công đức gì để mình hồi hướng lại cho cha mẹ mình, đó là cái chuyện mà hay là mình tạo giống như ngày sanh là Phật Ngày Đi Bác rồi nhân danh ngã quỷ đó để cho ngã quỷ đó để nhân danh ngã quỷ cúng dường đến chư tăng. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng nó cũng có, nó cũng phải nói rằng cái việc mà mình có cha mẹ đó, mình phải lo lắng cho cha mẹ mình chứ không phải là phân biệt quý vị. Đó không phải là phân biệt. Hay là cái vị học trò có thầy của mình nhưng mà thầy mình phàm nhân, mình là A-la-hán thì mình cũng phải phục vụ cho thầy mình thôi, cũng làm tròn cái phần sự cái phần sự của mình đối với vị thầy của mình, chứ không có thể nào nói rằng mình là A-la-hán rồi muốn làm sao làm, không phải vậy. Và quý vị thấy hiện giờ nó có một vài cái điều mà cũng trên Facebook này họ tuyên bố là bây giờ có ai đó tin một người đó thôi, người đó sẽ xóa tội hết, dù cái người đó tội nặng như thế nào họ cũng xóa được. Những cái điều chúng tôi nghe chúng tôi rất là mắc cười quý vị, không biết họ dựa vào cái giáo lý nào, cái nhân quả nào họ nói như vậy. Thì chúng ta cũng thấy rằng đối với Tăng Bảo là cái ruộng phước điền vô thường, bởi vì Tăng Bảo là cái ruộng phước điền vô thường, chính Tăng Bảo đó đã duy trì cái chánh pháp của Đức Phật tồn tại lâu dài trên thế gian này. Và đó là những cái vị thánh tám đôi bốn vị, là những cái vị mà có cái phận sự giáo hóa chúng sanh và duy trì chánh pháp, nên các ngài là cái ruộng phước điền vô thượng ở đời là như vậy quý vị. Nên cái việc mà mình làm phước hồi làm phước hay là mình nhân danh quyến thuộc của mình làm phước để hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, đó là việc làm hiếu thảo, nó là một việc làm hiếu thảo mà Đức Trời để thích và chư thiên cũng phải đảnh lễ những cái người mà hiếu thảo với cha mẹ. Trong kinh Tương Ưng cũng có phẩm mà có nói đến cái đoạn này, mình sống mà mình có cái đạo đức con cái đối với cha mẹ cũng là cái cách mà chư thiên cũng tán thán như vậy đó. Chứ không phải là phân biệt quý vị, không phải phân biệt. Đối với tất cả chúng sanh đó, thì cái người này là cha mẹ của mình đó, thì rõ ràng là cha mẹ của mình. Nếu mà chúng ta thấy cũng như Angulimala vậy đó, nếu mà giết mẹ của mình rồi thì ngài không thể nào trở thành vị A-la-hán được, không thể nào độ ngài, cũng như Vua-a-sa-thế đã giết Vua Bình Sa Dương trước khi gặp Đức Phật thì bây giờ cũng không thể nào mà Vua Bình Sa Dương đó, giết Vua Bình Sa Dương bây giờ mà đắc đạo quả đâu, không có thể nào đắc được quý vị. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt, mình phải hiểu rằng ân đức cha mẹ là ân đức to lớn, và cái phận sự của mình đối với cha mẹ là cái phận sự cho đến khi mà ngài thành Phật rồi ngài cũng lên cung trời đau lợi, ngài tiếp pháp độ mẹ của ngài, ngài về Ca Tỳ La Vệ, ngài độ cha của ngài, để mình thấy rằng cái sự hiếu thảo đó dù là chư Phật ngài cũng nói là cái truyền thống, cái truyền thống cao thượng, chứ nó không phải là những cái việc mà bình thường. Việc tri ân báo ân, Đức Phật nói ở đời này cái người tri ân và báo ân là khó tìm trong đời này, rất là khó tìm trong đời này chứ không phải là dễ tìm đâu quý vị. Thì xin chia sẻ cái câu thảo luận này, bây giờ chúng ta xin gửi mic lại. Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng rất là nhiều. Bây giờ cũng đã hết giờ, dư giờ rồi. Dạ. Trước khi chấm dứt chương trình thì kính tri ân chư tôn đức, kính chào đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức và chư Phật tử. Xin mời vị MC lên có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức và mở kênh hội hướng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá Sa Thú Lành Thầy, chúng con kính tri ân thì tôi Pháp Tân đã thay mặt cho thay thế cho Thượng Tọa Tỳ Siêu đi học chương trình phần cuối.
con là nhiều việc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý ốp để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các tình chân pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Mukitha dạ. Thank you.
đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh ở chùa Pháp Luân thì xin mời qua bên Zoom để có thể cùng tụng kinh với Phật tử ở chùa.